Sĩ. Dạ, chào anh Sĩ. Good morning anh Hiền, chị Mai, chú Nhượng, chú Morning, Quang, anh Tâm, anh Tấn. Sĩ. Ủa, Thư đỡ chưa? Dạ, đỡ. Bây giờ mới vừa test negative ngày hôm qua anh Sĩ. Anh không biết làm sao mà cái hồi anh đi qua Florida đó về anh cũng mệt mệt mà mệt mà ho mà không có bị nóng, không có bị gì, chỉ thấy mệt thôi. Nhưng mà test đó thì negative. Nhưng mà lúc anh chở, nhớ anh chở tụi cháu nó qua đây rồi từ đây đi Florida. Xong rồi con nhỏ em nó từ bên Cali qua, nó pick mấy đứa nhỏ về bệnh California thì về bển nó test nó lại bị. Mà trong cái đám đi hết cả gia đình anh, chị Trâm, mấy đứa nhỏ này không đứa nào có symptom gì hết. Mà em anh nó qua đây pick hai đứa để trên đường nó về bển thì nó lại test lại positive. Nó có sức kỳ ta. Em Sao sao là không sao biết nữa sao vụ này lạ vậy ta? Anh hả này có xin tầm là mệt mệt chứ lại ho đó, mà dạ ho này cũng không phải là ho mà cái mức độ mà mình nhớ từng rồi cũng ho khẹt, mà ho tới mức độ mà mình thở không được không có. Này nó cũng ho giống như hàng năm anh nhớ tới mùa hè là anh bị giống như là bị dị ứng cái đớt, allergy cái allergy, cái đớt mà ở đây nè, mùa hè là nước mắt nước mũi chảy tùm lum hết mà cái allergy kinh khủng. Em bị là từ cái chuyến bay đi Vegas để giữ conference, rồi sau đó cái là lên chuyến bay đó là biết là dính rồi, là đúng là dính thiệt rồi sau Lên đó cảnh đi là chả có conference. ai đeo mask gì hết phải không? Dạ không ai đeo mask gì, mà em là em bịt từ đầu tới cuối đó, mà cũng bị như No, em làm vậy là sai rồi, em phải bịt cái mũi lại. thường. Bây giờ lấy đồ lấy đồ kẹp cái mũi lại chứ không phải bịt từ đầu tới đuôi. Phải, ví dụ chuyến tùy theo chuyến bay nó dài ngắn em cứ nín thở suốt chuyến bay là được rồi. Một tiếng em làm không nổi anh chị, tức là bay từ đây qua Vegas mà cái chuyến đó đúng là kinh khủng, xuống cái là bị dính liền, vô đó là bị dính liền rồi. Rồi á, sau một tuần đi á, thì có symptom anh chị biết không, Mà có khó thở không? về á, bị rất là nặng anh chị. Khó thở không? Bây giờ là 2 tuần rồi mới hết. Em mà em có khó thở không? Em không khó thở nhưng mà cổ họng nó sưng lên tới độ mà không nói chuyện được luôn. Anh thì Được anh bị rồi, viêm đang hệ. trong quá vào. Anh Hiệp on Nhưng duty về mà chuyện này để tuần sau đi. kìa. Thì chị Loan với anh Hiệp, anh Hiền, chị Tina, ngày mai mình với anh Sĩ nè, ngày mai mình call cái quick meeting để có bàn chuyện triển lãm nha. Ok. Nếu mấy anh chị sẽ rảnh. Cái vụ mà chụp hình ở Disneyland á thì mình lên trên top á, là the best, nhưng mà trên top á, là rất là dễ bị đuổi. Cho nên á cái trick á là quý vị ngồi trong xe Ngồi trong xe. cho đến cái moment mà chừng 1 2 phút gì đó, 5 phút gì đó trước khi mà nó bắn pháo bông đó, thì quý vị nhảy ra thì mấy anh security chạy lên không kịp thôi. Chứ còn là mấy quý vị mà ra mà xếp càng đông một dọc đó, hơi là security lên liền, tại họ có camera, họ thấy everywhere mình mà. Cho nên trên 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 group đó là the best, nhưng mà nhớ là bị mấy anh bảo vệ đuổi, chạy re re cứ lên thấy để đó, là thành ra quý vị cẩn thận cái chuyện đó. Thì một chút nữa đó mình có cái lớp của anh Đa Nhồi về vấn đề pháo bông đúng không? Anh mấy anh chị nào muốn thực tập á, không nhất thiết phải đi chủ nhật đâu, đi cái ngày thường ít người hơn, tại bây giờ lại bắn mỗi ngày phải không Thư? Dạ đúng rồi. Thư mới mốt em gắng làm sao có tiền xây cái nhà nó cao cao lên 5 7 tầng rồi cho bà con lên đứng đó chụp hình pháo bông em. Em sẽ xây một cái khách sạn gần ngay Disneyland đó. Còn nếu mà kẹt lắm mà không được nữa thì dựng đại cây nêu cho bà con nào muốn chụp thì lên Sao cây trèo nêu lên trèo. em có trồng một cái cây trước cửa nhà phải không, từ 10 năm trước, bây giờ nó cao quá, association bắt chặt Không xuống biết kìa. là sáng nay á, là Sĩ bị tổ chát cái gì, ngày nào á thức dậy á cũng đi khuấy cà phê uống, mà sáng nay á thay gì á không biết ngó trời ngó đất làm sao mà
tưởng tượng hay là mơ mộng những biết, mà thay vì đổ cà phê vô trong cái pot để mình làm espresso thì anh nhà cái ly anh đổ đầy vô trong cái ly đó, lát nhìn lại ủa sao kỳ vậy, cái này đâu phải là cái pot đâu, cái này là cái ly mà. Nói trời trời ra mình đầu óc nó đi đâu. Hàng ngày làm mà đến đâu vậy vẫn quên. Cà phê của chị Tina uống thì very good, rất là thơm, thấy người chị. Có chị vậy mà thằng Bình nó nói chua chua, chị nói chị đâu biết uống cà phê đâu. Chua đó là chua là mình tham là mình đổ nhiều cà phê quá chị Ê, Bình nói cái này chua chị ơi, tao nói tao có uống tao có biết gì đâu. mình uống theo kiểu Việt Nam đó là mình đổ thiệt là nhiều vô rồi mình cho nó đậm đó. Thì các cà phê này là cà phê espresso, tức là nó vừa đủ cái lượng, nếu mà đổ nhiều quá đó thì nó sẽ bị chua và cái lượng sữa của mình nữa. Thành ra nếu mà anh Vinh là thích uống mà cà phê đậm á, mà của nước ngoài mà nó không bị nó đắng mà nó không bị chua đó, thì chỉ có Starbucks Dark Roast thôi. Còn tất cả những loại cà phê khác họ đều làm cho espresso hết, nó chủ yếu là lấy mùi thơm. Thành Này ra là chị mua tại 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 chỗ nó trồng mà mua tại vườn luôn á. em biết mà em, tại em thấy em biết mà, nếu mà mình bỏ mình muốn bỏ đắng đặc đặc á, nhưng mà cái này loại này là uống là special, uống cái mùi thơm với creamy của nó lên creamy rất là đẹp, uống rất là thơm, nhưng mà nó không phải là để đắng đâu. Nếu mà đắng á, thì mình mua mấy cái loại dark roast của chỉ có trong các loại cà phê mà của Mỹ á, là chỉ có là Starbucks dark roast á, trong Costco mình mua đó là mình bỏ nhiều mà nó không bị chua. Ok. Còn không thì mua cà phê Việt Nam mình á thì chỉ có đắng thôi chứ không có thơm gì hết. Tức là bây giờ mình ra mình uống cà phê mấy tiệm Việt Nam mình là cà phê Du Mon. Thường thường họ phối cho mình họ bỏ thiệt nhiều vô, với lại bỏ sữa đặc vô, thành ra nó có cái vị đắng này, nó không thơm mát. Chỉ có là Lily mà em về bển đó, thì họ mới làm espresso cho mình mà nó có cà phê thơm mà nhờ nhờ cái sữa này. Thành ra nếu mà từng loại uống khác nhau, mà nếu mà uống không chúng là hay là cái cách mình phấy đó. Còn anh Vinh muốn ấy thì anh Vinh làm cool, giống như là cà phê sĩ mới biết là họ là attract theo cái kiểu mà lạnh á, anh Hiệp có biết cái đó không? Tức là thay vì cà phê mình phấy nóng như vậy, mình phấy nóng rồi mình bỏ vô cái vợt ví dụ vậy, hay là mình bỏ vô cái phin gì, còn họ thì bỏ một đống cà phê vô trong một cái bình, họ ngâm nó một đêm, ngâm 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 nước lạnh ha, cho nó từ 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 nó ra, từ từ ra rồi lấy đó để uống cà phê đen đá thì ok, không 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 cần phải bỏ nước nóng thì nó gọi là cool brew. Nhưng mà sĩ không thích cái Hình đó như lắm. là Starbucks cũng có bán nữa đó anh Sĩ, nó gọi là cold brew vậy đó, nó cũng thử lần mà nó không thích anh Sĩ ơi. Sĩ em cũng không thích cái đó, em đã thử, em mua đồ về em thử rồi lung tung ấy, mình thấy cảm giác giống như nó không có ra hết cái mà mình muốn ở trong cái cà phê ấy. Nên cũng không thích lắm. Rồi Cái cold brew nó nhạt hơn là nó cái của mình sao? cái màu nó ra nó lực lực mà Nhưng mà cái caffeine nó ra có nhiều hơn không? Tại vì cái lý do nào người ta uống cold brew mà ta muốn uống hot? anh có người bạn cũng người bạn này thì có người chồng người Mỹ thì ảnh là chuyên môn ảnh khoái uống cái đó, cho nên mỗi lần đi khám trại đâu là ảnh đem một cái bình khổng lồ đi, nhưng mà anh uống anh cũng không thấy gì hết, tức là không có xi nhê gì hết trơn, nhưng mà anh bỏ đâu ở chỗ mình nghĩ chắc một pound cà phê ở trong cái bình của ảnh á, ảnh bỏ nguyên cái đó rồi ảnh để nó 1 24 tiếng luôn á để ra, nhưng mà anh không lấy. Thật ra cái espresso với lại caffeine với lại cà phê thường của mình á, nó nhiều hay ít á, caffeine nó nhiều hay ít á là do cái lượng cà phê mình uống bao nhiêu thôi. Nếu mà cà phê hay đó thì nó nói suốt ngày, tức là một anh thì anh uống chừng 1 2 ao, còn một anh kia anh uống cho 8 9 ao, ví dụ mình phải cà phê thường á mình uống 8 9 ao, rồi anh kia thì anh uống chỉ có 1 ao thôi, ví dụ vậy espresso á, thì cái lượng caffeine mà nếu mà tính ra thì 8 9 ao vẫn nhiều caffeine nếu mình uống 1 cup, nhưng mà nếu mà mình làm espresso mà 8 9 ao thì chắc chắn caffeine nó mạnh hơn là cái thằng mà mình kia nhiều lắm tại vào, nhưng mà cái đó không phải là mọi người đều thích. Sĩ thì rượu thì sĩ không có không, không không chưa cảm nhận được, nhưng mà cà phê với trà thì uống nhiều. Ok, Venomoth cho những cái vòng vòng rồi. Có người nào có đi đâu không? Nghe nói chị
Chị Tina chuẩn bị đi hành hương mà không đi hành trắng hay là hành vàng nhỉ? Đi hành hương bên Pháp hả chị Tina? Chị là hương thôi, chị là hương hoa thôi. Ok, dứt thì cần chú Dũng, ví dụ xe cộ xong cho chú Dũng. Chú Dũng ơi, hồi tuần Đang đi trước, pha cà phê. tuần trước Anh chị ơi, dạ chú Dũng vụ xe cộ sao chú, ok không chú? tuần tới nó lấy cái hẹn đi sửa xe. À nhưng Không, mà tôi lốt hay không, tại vì hai cái cửa mà phía bên tay mặt đó là coi như là không mở ra được. nhưng mà cái đó là insurance của chú, nó thường như chú hả? Vâng, insurance, cái người kia không biết có insurance hay không. Thành ra nhưng mà insurance của mình cover cái uninsurance motorist Anh là ơi, ok. insurance motorist cover cho mình. Rồi tuần trước á, mình thiếu nợ chú lành, chú lãnh phải không? Thì chú lãnh mình không có contact được. Bữa nay thấy chú lãnh là thử có contact được không? Hôm nay chị Thanh Long quay lại với lại lớp này. Đâu đâu anh không thấy vậy? Cái hình rừng cây với lại À ok, cái living room đó. tức là tuần trước mình muốn hỏi chị rồng xanh, mình interview tí xíu mà mình bị miss chị phải không? Bữa nay chị có nói được không? Chị Thanh Long. Hôm bữa chị có nói được chút xíu À có ok. gửi hình cho anh sĩ mà gửi lộn, thành ra phải gửi lại, thành ra nó ra 4 tấm thì anh sĩ thì review Ok không lại. sao, bữa nay thì sĩ đã download rồi sáng rồi, sĩ không có thấy mất hình, không có thấy nhiều hình, không có thấy nhiều hình đâu. Anh Daniel vẫn chưa lên phải không? Nào chưa? Ok, lâu quá rồi cũng nói chuyện với Daniel. ok, rồi còn anh Tấn Lộc có đi chụp hình không? Chú Hoa hả? Chú Hoa hay Hoa là Trịnh chú Hoàng hay là chú Hoàng? có đây, tôi có đây. Chú Hoàng hả? Hoa Hoa Chú Hoàng. Tại vì sao hồi xưa trong hội mình cũng có một chú Hoàng, Thư nhớ không Thư? dạ nhớ. Chú Hoàng cũng lớn tuổi mà lâu rồi mình không biết là what happened. Chú Hoàng cùng tuổi Lâu với lắm rồi. chú Trâm. Hôm bữa có nhiều người có người hỏi em về chú gì đi chụp chim Tùng Trần. Chú Tùng thì còn lên Facebook anh thấy có chú Tùng mà. Không phải, đó Tùng Trần khác. Còn Tùng Trần là chụp Ồ chim. ồ ồ dạ chú Tùng lớn tuổi á, chú Tùng bự con á mà lâu rồi anh cũng không 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 không. Đáng lẽ gặp chị đại em phải hỏi. Tại vì chú Tùng mà chị nhớ lần đầu tiên chụp con quay theo Kai á, tức là anh với lại anh Daniel, và lúc đó là chụp con quay theo Kai đầu tiên mà biết nó làm ổ rồi, nó trao mồi á trên trên cái giò trên vai đó, là lúc đó là sau đó là có cái chú Tùng, gặp chú Tùng nữa, mà bây giờ lâu quá rồi mình không gặp chú Tùng, không biết chú Tùng sao rồi. Sẵn đây xin nhắc luôn là nếu mà mấy bác mấy chú nào mà lâu lâu cũng phải check in trong hội mình ha, coi coi nó sao, ví dụ như chú Trâm rồi này kia nọ thì bây giờ cũng yếu lắm rồi. Dạ. Chú Trâm, chú chị, chú Ban, tất cả những chú bây giờ cũng lớn tuổi hết rồi, bây giờ không cần nhìn ai, chỉ cần nhìn ông ngoại là biết ngay là mấy chú mấy chú khỏe cái hay là yếu cái nào. Ok rồi, anh Tấn có đi đâu chụp không? Dạ cuối tuần có đi chụp hoa, chụp bướm, chụp mà nó Ok. nắng quá, cái dùng đi đã nắng quá, nóng quá chịu không nổi. Sĩ nghĩ chắc anh nóng gì nóng chắc không qua, không anh muốn thử nóng chạy qua bên em nè. Hôm qua em chở em cho mấy người đi camping ở ngoài cái river. Ồ trời ơi, hôm qua thử ngựa. Ngựa mà người ta đầy trên sông hết trơn mà ngựa nó chạy tá lả mình hết, vừa trắng vừa nâu vừa ấy đầy hết. Mà nó chả có sợ mình đâu, nó cứ chạy tới chạy lui biểu diễn vậy thôi, trên cái dưới cái cầu nó cứ chạy tới chạy lui thôi. Hôm qua thấy được hai photographer, tức là hai photographer mà mình nhìn nó có vẻ như là serious, chứ còn bên đây tìm tìm mấy người photographer mà serious khó lắm. Chứ còn bên mình mà Chết mấy mình ngựa rồi. quan mà nó chạy như vậy là chắc sĩ anh nghĩ là hai bên bờ sông chắc đầy người. Hai bờ sông đầy người.
Đây, người ra ra snipe làm snipe mấy à. Mà mấy ngựa này vui lắm, người ta càng đông nó cứ đi hoài, đi tới tối luôn, lúc mình về là 8 giờ mà nó vẫn còn đi lãng nhãng dưới mặt á. Có ngựa chạy là nắng đẹp rồi ngựa chạy tung nước lên vậy nắng đó. Nắng nóng lắm. Nắng nóng lắm, thành ra mấy con ngựa nó xuống suối. Nắng nóng được lắm. Người native ở đây mà họ hẹn nhau ra cắm trại mà họ cứ than họ đòi về. Nhưng mà xuống suối thì nó lạnh. Thành ra hôm qua thì quá trời. Rồi chỉ là anh Tấn đi chụp bướm chụp hoa. Chú Quang có đi đâu không? Đi thứ năm này mới đi à? Thứ năm chú Quang đi đâu? Đi London với Scotland. London với Scotland hả? Coi chừng đụng chị Tina ở bển hả? Chị Tina đi Pháp. Đi Pháp mà. London với Scotland. Scotland chắc là nhiều cái architecture lắm á. London cũng vậy. Nhưng mà hình như là Scotland thì nó mấy cái thành quách rồi nó rộng rộng ra ngoài. Nghĩ vậy. Good luck chú. Đi nhờ, hy vọng được nhìn thấy hình của chú. Nhiều khi ở nhà mình đi travel qua hình ảnh cũng được. Ok, bây giờ á, Sĩ sẽ, bây giờ còn cái gì nữa không? Cái gì còn cái gì ấy đâu không, là để Sĩ review xong, nếu mà anh Đen Nhồi chưa vô thì mình tán tiếp. Anh Đen Nhồi đang hỏi em cái link để vô. Ok, okay. Không sao, anh Sĩ em sẽ. Ok, chắc cứ anh Đen Nhồi lên rồi anh nói chuyện với anh Đen Nhồi. Ok, chú Lãnh từng rồi, Sĩ thiếu nợ chú Lãnh phải không? Đúng rồi, Sĩ. Hai người Sĩ thiếu nợ. Sĩ nhớ có hai người, tại vì không có mặt ở đây thì Sĩ không có làm thôi chứ không có gì hết. Để Sĩ coi chú Lãnh là một, để Sĩ coi ai mà. Thành với chị không chị Nina nữa, tại vì tuần rồi là đi chụp chị Nina đó. Chị Nina hả? Từng rồi không thấy chị Nina nộp hình. Từng rồi không thấy chị Nina nộp hình. Ok, bây giờ Sĩ xe nha. Thử lên xe nha. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Hello. Nghe. Nghe không? Chị nghe. Ok, ở đây để em coi cái hình ảnh đó. Ok, chị Tina hay quý vị có thấy cái hình không? Thấy hình, thấy rồi. Ok. Ok, cái hình của chú Lãnh nè, cái hình này là chụp Belly Dance nè. Có 3 hình. Qua ba cái hình này đó, muốn hỏi anh Sĩ cái này anh Sĩ. Khi mà cái máy hình mà chụp xét dưới cái trước khi chụp xét ô tô hoặc là standard với lại chụp cái portrait, cái quality của cái bức hình nó có khác nhau không? Tại vì nhìn thấy mà xét cái portrait đó, cái con mắt nó không có clear đó. Không phải. Bây giờ á, sẵn đây hỏi á, thì Sĩ sẽ trả lời luôn. Nếu mà mình set portray á, thì là cái máy nó sẽ làm cái gì? Nhà mình set standard thì cái máy nó làm cái gì? Standard á, thì gần như là cái máy nó không có làm cái gì hết. Ok. Yeah. Yeah. Standard là gần như là nó giống như neutral vậy đó, nó không có embed tất cả những cái program ở trong. Ok. Yeah. Tức là program là cái gì? Là cái người kỹ sư á, họ mấy người mà chế ra mấy cái software trong máy mình á. Thí dụ họ nói gì, họ cái theory họ là như thế nào để tôi giải thích một lần cho mấy này mấy cái profile mà trong máy mình nó có, nó tương đối thôi, nó không có phải cái gì. Thì thay vì mình biết là mình chụp cái hình raw đúng không? Dạ yeah, dạ. Yeah. Cái hình raw có nghĩa là cái hình nó nguyên thủy làm sao mình thấy làm sao là nó vô vậy, nó không có embed một cái gì, nó không có chỉnh sửa cho mình một cái gì hết. Cho nên nhìn cái hình nó chán lắm. Standard nó làm mà lấy đơn biệt nhìn cũng đỡ hơn. Nhưng mà về mình bật lên giữa standard đó với lại cái kia nó cũng khác nhau tí xíu rồi. Như thì á, cái người những người kỹ sư á, họ mới viết software nói bây giờ á, mình preset sẵn những cái ví dụ như landscape nè, portrait nè, rồi close up đồ này cái nọ nè, để cho cái người chụp á, họ dễ dàng, họ khỏi mất công chỉnh nếu mà họ chụp mà lấy cái hình đưa ra liền cho người ta. Thì cái chính của họ là làm giùm cho mình một mớ, nhưng mà thiệt ra khi mình học Photoshop mình không cần làm giùm,
Ok, mình chỉ nói tại sao làm vậy. Thì based on cái profile của họ đó, thì thường thường landscape á, thì cái người kỹ sư họ nghĩ cái gì? Họ nghĩ là ok, landscape á, thì thường thường nó có núi, có cây, đúng không? Thì thường thường á, thì họ sẽ invest, tức là họ tăng cái màu xanh của green và cái màu đỏ của đá. Là nó đậm đà, nó contrast hơn, nó saturation hơn. Thì mỗi lần mình set vô landscape là nó như vậy. Ok. Vậy thì bây giờ specifically bữa nay mình nói về vấn đề chân dung portrait. Thì portrait thì nó require cái gì? Portrait tự nhiên ấy, người ta nói tới chữ portrait là mình biết là chụp người rồi, đúng không? Vậy thì nó cũng trở lại cái basic. Người thì cần cái gì? Người thì nó cần phải có cái da sharp hơn. Tức là nó ngược lại với landscape. Nó cần cái da sharp hơn, nó cần cái ánh sáng dịu hơn và nó không có contrast. Thành ra nó giảm cái contrast đi. That's why mà most of the key á, mình set vào portrait á, nó sẽ mờ hơn. Tại vì nó giảm contrast mà. Dĩ nhiên là cái điểm focus đồ này kia nọ là nó không ảnh hưởng, nó chỉ ảnh hưởng cái invest cái software vô thôi. Tức là nó làm cho cái skin nó soft hơn. Mà nếu nó soft hơn thì nó bị cái gì? Upside của nó là soft, còn downside của nó là cái gì? Nó không sao. Đúng rồi. Thì sẽ on way á, sẽ on way sẽ nói á, tất cả những cái gì trên sự hiểu biết của mình về thế giới, về bất cứ cái gì cũng vậy, chứ đừng có nói chi là chụp hình. Có nghĩa là nó, nếu mà nó có upside là nó có downside à. Đi lên thì nó sẽ đi xuống à. Nó tốt cái này thì nó phải hư cái kia thôi. Chỉ cần cái á, khi mình chọn á, là nó tốt cái the best ngay cái situation đó, nó tốt nhất. Nó tốt 60%. Còn cái downside nó chỉ 40% là mình ok rồi. Trong trường hợp này nó lo làm cho cái da, tại vì cái trung tâm của mình là cái da nó sharp đi, đúng không? Thì khi nó làm như vậy thì tự nhiên tất cả những cái khác nó sharp đi. Nó làm cho mình cái dạng mờ hơn. Cái đó là hiểu cái gì phải không? Thì tất cả những cái khác nó cũng vậy, có nghĩa là nó chỉnh dùm cho mình á, nói cách khác là chỉnh dùm cho mình. Nhưng mà thật ra đó thì nó đâu có thấy được thật sự cái hình của mình là như thế nào đâu. Tại vì cái người mẫu của mình nó đâu có thấy, nó chỉ lấy general thôi, thành ra nó cũng không dám chỉnh nhiều quá mà cũng không dám ít quá. Là tại sao? Là tại vì nhiều khi cái da mặt cô này cổ láng quá rồi mà mình embed nó vô nữa thì thấy nó càng mờ dữ và nó càng xốp dữ nữa. Trong khi đó nhiều cái cô á là da mặt bình thường thì nó embed vô thì thấy ok, ví dụ vậy. Thành ra nó chỉ lấy cái general để mình hiểu ấy. Mình sĩ muốn á, tất cả những cái gì mà sĩ giải thích á, là nó phải có nguồn gốc và mình phải hiểu gốc rễ của nó, rồi lúc đó mình làm nó dễ hơn. Ok, là mấy cái program khác nó cũng giống như vậy, nó chỉnh cho mình thiên về một cái setting nào đó khác. Thành ra mình đã có anh Hiền, anh Hiệp với lại anh Tuấn ở đây về vấn đề Photoshop rồi, thì mấy cái chuyện đó là mình không còn lăn tăn nữa. Có nghĩa là không còn lăn tăn, có nghĩa là I know what they do, cái gì mình biết nó làm cái gì rồi, mình không sợ gì. Thành ra nếu mà mình thấy mình chỉnh mình vậy thì mình chọn như thế nào. Nếu mà mình thấy mình chỉnh khá hơn thì mình chỉnh. Còn nếu mà thấy mình chỉnh yếu hơn nó thì cho nó chỉnh. Đơn giản là vậy. Ok. Rồi, trong ba cái hình này đó anh sĩ, cái hai chỉ làm cái hai thứ thôi à. Thứ nhất là dùng frequency separation để clear mấy cái cái spot của cô đó. Cái thứ hai đó là dùng cái technique mới của anh Tuấn chỉ á. Là smart sharpen với lại high pass filter chỉnh chỉnh hình thôi, không có sửa gì hết. Làm smart sharpen hai cái thằng high pass filter đó. Thì nó cũng làm sharpen luôn á. Thì ba cái dùng thành ra đó mình những cái làm sharpen những cái này cái nọ thì không sao cả, mình biết nó sử khi mà mình biết nó sử dụng, biết cái tác dụng nó rồi thì mình không có sợ gì nữa. Bây giờ cái gì khoai của sĩ là gì, làm có khéo không, làm có đẹp hay không, cái đó là đó là đòi hỏi con mắt của mình. Tại vì người ta nhìn vô, người ta chỉ biết tấm hình, là người ta không cần biết mình làm cái gì hết á, nhưng mà người ta nhìn tấm hình mình bốc ra đẹp, ra không có nhiều lỗi. Nếu mà không có nhiều lỗi thì tấm hình mình nó hoàn hảo. Người ta không biết mình làm cái gì ở trong cả, mặc dù mình làm heavy Photoshop, mình chỉ làm tí xíu. Mà trong digital á, mình có làm một á, người ta cũng không có nghĩ mình làm một đâu. Người ta nghĩ mình làm hết sức mình có thể rồi. Và mình làm 10, người ta cũng không có nghĩ là ok.
nhờ Photoshop đâu mà người ta chỉ nhìn cái cuối cùng, cái kết quả cuối cùng người ta vẫn nói là cái gì, cái hình nó đẹp hay không đẹp thôi. Còn nếu mà mình làm heavy Photoshop mà nó lòi hàm té mứa thì tự nhiên á, cái hình nó coi như là bỏ rồi đó. Còn mình né được mấy cái, mình làm bao nhiêu Photoshop cũng được, nhưng mà đừng để là dấu tích. Nếu để là dấu tích là coi như là mình fail rồi. Đơn giản nó là vậy thôi. Còn người ta nhìn á, người nhìn chỉ nhìn tấm hình đẹp hay xấu thôi. Không biết là làm anh đó anh làm cái gì ở trong, không biết. Anh chụp cũng biết chụp sao, nhưng mà miếng sao cái hình nó đẹp là được. Ok, bây giờ mình go specifically. Nói chung á, về ánh sáng á, cái hình nó chụp rất là tốt. Ok, cái hình chụp rất là rất là tốt, để sẽ coi cái này coi. Ok. Mình hơi bị cháy tí xíu chỗ này nè. Okay. Và cái này á, khi mình tăng cái màu, khi nó bị cháy đó, mà mình cái này là bị cháy nè, cho nên mình, tại vì sao cháy, tại vì nắng nó đánh vô. Thành ra bây giờ á, mình mà cũng muốn lấy lại cũng khó lắm. Tại sao? Là tại khi mình lấy lại nó sẽ nổi cái viền này nè. Nổi cái viền này lên liền à. Để sĩ coi nè. Nếu mà mình nó sẽ nổi cái viền, viền mà giữa trắng và xanh á, mình tại vì nó mất hết rồi, mất hết đi theo, mình không thể nào lấy lại được hết đó. Thấy không? Là mình càng giảm xuống nó càng nổi cái gì này, thấy không? Đó, thành ra lúc đó là mình chỉ né cái đó. Cái đó nó cũng apply vào trên này tí xíu. Đây. Khi nào khi nào mà mình biết cái hình của mình bị cháy là khi mà cái chỗ đó nó mất màu. Nó mất màu là sao? Bây giờ có phải tấm này màu xanh không? Tự nhiên chỗ này biến thành màu trắng, đúng không? Nó mất màu, mà nó mất màu có nghĩa là nó bị cháy đó. Đổi màu và nó bị cháy. Còn tại sao chỗ này nó đậm hơn? Là tại vì ánh sáng nó vô đây và nó nhiều lớp và nó tối hơn thì tự nhiên nó đậm hơn. Thì có những cái chỗ cháy đó nếu mà mình khắc phục được thì good. Hình chụp rất là tự nhiên, nhưng mà mình để ý ha. Mình để ý cái lằn tai nè, thấy chỗ này không? Là mình thất bại không? Mình làm chưa xong đúng không? Rồi bây giờ nè, khi mà làm cái tai phải cẩn thận. Thí dụ nè, cái này là tại vì chú Lãnh là sĩ cho là chú Lãnh là bay nhìn hình á, nào giờ thì sĩ thấy chú Lãnh là tiến bộ một bậc rồi. Tức là bây giờ mình không còn chụp được nữa, mà mình làm cho đẹp rồi đó, mình chụp cho đẹp rồi đó, chứ còn cái gì khoai của mình chụp được là cái chuyện đó là không cần thiết nữa, tại vì mình đã chụp đẹp được rồi. Ok, thì bây giờ mình nhìn chân này ha. Thường thường mình chụp cái này á, mình thấy cái tay trên này nè, thấy chỗ này không? Nó ốm hơn chỗ này. Thì cái nhiệm vụ cho mình á, mình làm hai thằng này nó tương đương với nhau, thì cái này á đối với liquid khoai là not problem. Mình có nhìn thấy hay không thôi. Sĩ chỉ chỉnh ra những cái điểm xấu. Cái chỗ này nè, đúng ra nó là một cái bô ngay chỗ này, nhưng mà chỗ này nó cũng bị cháy và nó lồi ra, nhìn thấy nó hơi bất tự nhiên. Thì mình có thể lụm luôn cái miếng này ra. Lụm ra mà lụm cho sạch, lụm không để lại dấu tích gì hết. Nếu mình làm hai cái tay giống nhau như vậy nó đâu còn 3D nữa. Tại vì đâu cái có. Đầu hình thì nó lớn mà cái xa thì nó nhỏ. Không. Khi nào á cái hình của mình mà mình nhìn vô một cái điểm nào nó bất thường á, cái vấn đề là bây giờ chú Dũng á, nhìn một cái hình của người ta đó, khi nào mà nó obviously mà mình chụp giống như là wide angle mà mình muốn nó cái khối nó nổi thẳng ra cho mình á, nó khác với lại cái hình portrait mà mình chụp medium tele nó sẽ compress. Nhưng mà đó, khi mà cái này không phải là cái 3D, nó chổi vô cái này á, thậm chí nó còn xấu nó. Bởi vì nó là khi mà chụp người á, cái tay á rất là khó, cái tay tới qua lui là cực kỳ khó. Nó khó là một chút á, mình không biết làm sao, mình để làm sao cho nó gọn. Mà cái này không phải sĩ nói đâu, sư phụ nói á, chụp hình khó nhất là cái tay, tại vì mình không biết giấu nó vô đâu hết, nhất là người ta múa đó. Thành ra cái nhiệm vụ của mình là sau khi chụp rồi á, mình thấy nó có cái gì mà sửa được á, mình giúp nó đẹp hơn. Bây giờ mình muốn chụp cái người mẫu làm cái này, nhưng mà bây giờ nhìn vô đầu tiên mình thấy cái gì? Mình thấy cái tay chỗ này, mình thấy cái bắp này, mình không nhìn thấy cái nét mặt, cái ấy chính đúng là cái nét mặt và cái dáng này rất là đẹp. Nhưng mà mình nhìn vô đầu tiên mình thấy cái, để coi chú chụp bằng cái gì.
mình thấy cái bắp tay liền. Đó là vấn đề, có vấn đề mà bây giờ mình chụp ở 130mm được, chứ không phải mình chụp cái wide angle. Wide angle nó còn lỗi khủng khiếp nữa. Cái đó áp dụng 3D cho landscape. Ok, ok, dạ, yeah, dạ. Yeah. Tức là mình đánh chỗ nó nhỏ hơn. Dạ, có lúc, nhưng mà đừng có làm nó giống như nó bị teo nha, không phải nha. Làm cho nó cân đối bình thường chứ không phải là làm cho nó bị teo. Tức là nhiều khi mình thấy, ủa sao, giống như chú Dũng là sợ trường hợp ở trước mà mình làm nhỏ quá, ủa sao cái này nó nhỏ xíu mà tay kia nó bự mà nó lại nằm mé sau nữa. Ok, thành ra cái đó mà cẩn thận mà sĩ assume á, là ở cái level này thì quý vị biết mấy cái chuyện lực của optical lens rồi này kia nọ, quý vị biết hết rồi. Thành ra không cần nhắc lại, trừ khi nào quý vị hỏi thôi. Nó có những cái điểm sáng nhỏ nhỏ này á, nếu mình muốn làm fine tune nó, mình fine tune nó lại đây nó nè. Fine tune nó lại cho cái hình mình hoàn hảo hơn thôi. Cái mặt này mình cũng có thể enhance nó được, mình làm con mắt đẹp hơn, lấy mấy cọng tóc mà gắn vô con mắt này ra ngay chân mày này nè. Okay. Cộng dưới này có thể để hoặc là lấy luôn cũng được, nhưng mà cái một hai cọng tóc này lấy ra hết. Nếu mà kỹ nữa đó, hai ba cọng tóc mà nó băng ngang này nè, nó có nó có cái cách clone hair okay. Cái này thì nếu mà quý vị không ấy thì cứ hỏi anh Hiền. Tức là mình clone cái hair này nó thành những cái cọng, nó giống như là những cái tóc xuôi xuống này. Này nó gọi là portrait or beauty retouch. Thành ra quý vị tập retouch đi. Nếu mà thích chụp người phải tập retouch, beauty retouch. Nếu mà quý vị không tập cái đó là hình của quý vị ra là thua người ta xa lắc á. Người ta nhiều khi người ta được là nhờ cái retouch chừng á. Hồi xưa thì mình làm không được. Nên nhớ nha, quý vị có một cái điểm này sẵn đây sẽ nhắc luôn nè. Khi mà mình chụp portrait đó, mà mình chụp cái dáng này á, 90% mình sẽ bị cái chỗ này nè. Người ta xây cái cổ lại thì chỗ này nó sẽ có lằn. Ok, Khi mình đứng ngang mình xây cái cổ lại là chắc chắn là có lằn chắc luôn. Và thường thì nó sẽ làm cái cổ bự hơn. Thành ra cái này á, mình sẽ xử lý như thế nào hay là mình sẽ giải quyết nó như thế nào? Thường thường á, nếu mà mình á, mà clone nó láng luôn á, tự nhiên thấy cái cổ nó bự lên mà nhìn nó không tự nhiên. Cái này mình có thể làm được là mình làm nhạt đi những cái lằn này đi. Ok, còn lại lằn nhưng mà mình làm nó sáng lên chút xíu, những cái lằn này thôi nha, nhớ đừng để lại dấu tích. And then các cọng dây chuyền này nè, clone nó ra luôn. Ok. Ok. Sĩ nói á, khi mà sĩ chỉ có nhiều người sĩ chỉ á, một tấm hình như vậy á, họ phải gửi là cho sĩ từ 10 tới 12 lần. Tức là mỗi lần á, là mình correct một cái spot rồi gọi lại thấy ok không. Sĩ ok rồi là sĩ chỉ tới cái điểm kế tiếp để retouch. Chỉ hơn 12 lần luôn, chỉ có một tấm hình thôi. Là để mình thấy cái mistake của mình đó. Ok. Trong trường hợp này nè, ví dụ mình chụp nè, là nãy sĩ nói là sao thì cái cổ mình thẳng như vậy á, thì nó không có bị cái lằn giống như hồi nãy. Mình thấy mặt cái cổ của oxy đó bình thường á, cổ láng con là đúng không, nhưng mà tại vì mình posing mà hơi twist á, là thường thường là mình bị vậy. Những cái tóc lò xò ở trên này muốn để thì để cũng được, tại nó không ăn vô mắt. Ở dưới này thì phải retouch. Dưới này nè, retouch. Tại vì sao? Tại nếu mà mình để nguyên cũng được, không có sao hết, nhưng mà khi nó lọt lọt tới đây á, thì mình không thấy được, mình không thấy được cái sự bắt đầu của mấy cọng tóc này. Nếu mình thấy bắt đầu mình tại vì mình clean con mắt rồi này cái nọ đó thì nó mất ở đây, thì tự nhiên cọng tóc nó đâu nó đâm từ lông mi ra thì coi cũng kỳ. Ok. Nếu không á, là mình để nguyên thủy luôn, mình không có clean mấy cái cọng mà lò xò ngang con mắt này. Nếu mà mình quyết định clean chỗ này thì mình phải clean luôn mấy cọng dưới đây thì more work. Rồi cái này là cái gì? Cái này á, là cái veo ở đằng sau của mình hơi sáng quá. Quá mình mất hết màu luôn. Thì mình correction cái đó. Cái này thì chắc chụp nó hơi tại vì mình zoom nó hơi ra xa. Thành ra đó, khi mình zoom nó hơi ra xa thì cái background nó cũng còn hơi thấy là tầm mờ tí xíu. Cái lens này very good, nếu mình chụp ở 2.8 mà nó như vậy là very good lens, very sharp lens. Very sharp lens. Rồi bây giờ, tại vì khi nói tới máy này sĩ sẽ nói detail chứ sĩ không có nói khơi khơi. Rồi giống như khen cái hình đẹp quá nè. Mình chủ yếu là mình học ha, mình không phải là mình showcase. Nếu quý vị bỏ trên Facebook mà showcase, sĩ gọi là showcase tức là mình trình diễn ra thì sĩ không có ý kiến cái coi gì hết. Nếu quý vị gửi vô đây là sĩ sẽ cố gắng tìm ra được những cái điểm gì mình còn cần phải sửa để mình sửa cho nó đẹp hơn. Again nó cộng dây chuyền này nè, nó cũng phá đi cái nét đẹp của cái mấy cái hộp này. Ok. Nó nằm nó hơi gọi là ấy.
mấy cái này thì mình sửa được, ví dụ nè mấy cái lằn nhỏ nhỏ này nè. Dạ, nó láng giống như bên đây luôn cũng được. Rồi một cái nữa nè, cái chân á, quý vị cẩn thận á, mình cái này thì nhiều khi mình chụp mình cũng không để ý lắm, lắm. Thấy cái chân với đôi giày không? Dạ, nó hơi off chút. Yes. Đối với sĩ mấy cái này á, nếu mình nhìn thấy được mình correction, ok. Còn mấy thì mình để nguyên nếu mình sửa không được, ok. Dạ, ok. Nhưng mà chụp được hình như vậy là coi như là cũng thành công rồi. Trên mái tóc của mình bị cháy, cháy rất nhiều. Ha. Mình muốn cho nó là backlighting, nhưng mà mình muốn nó là rim light. Cái này là mình cháy tới mất đi cọng tóc đi theo rồi, at least là nó phải còn giống như bên đây nè. Mà sĩ nghĩ là vô cái raw để lấy lợi. Tại vì cái này sĩ không nghĩ là lấy sửa được ở đây đâu. Sửa có dù kéo xuống hết cũng không sửa được. Cái nó cũng cháy. Không sửa được. Thành ra mình vô cái raw coi còn giải quyết được hay không. Dạ, ok. Về màu sắc, về màu sắc trên mặt làm vậy là ok rồi. Mình có thể làm cho cái này nó thiếu cái gì? Nó thiếu cái beauty retouch. Cái môi này chưa đậm nhiều, cái chân mày này con mắt chưa có nổi ra. Bây giờ nếu mà mình retouch chân dung á, sĩ nói qua không phải chân dung mà là beauty á, thì là mắt mũi miệng. Ok. Dạ. Chú trọng ba điểm đó. Nhưng mà trong mắt á thì nó có gì? Lông mi, lông nheo, lông mày. Con người, trồng trắng. Sĩ nói nhanh như vậy để quý vị nắm ha. Okay. Mũi thì có gì? Mũi, hai cánh mũi. Ok. Môi thì có gì? Viền môi và cái môi. Cái môi này và cái viền ở ngoài này thì nó mới nổi ra. Dạ, ok. Nếu mà cứ look up đi, look up chừng nào mà làm không được thì lúc đó tính sao. Nhưng mà nhớ. Mắt, mũi, miệng. Trong mắt có lông mi, lông mày, lông nheo, con người. Mũi có sống mũi, hai cánh mũi. Miệng còn gồm có môi, viền môi và nhân chung. Rồi, để nói vậy á, nắm rồi phải không? Dạ. Nhưng mà chụp thì được hay không? Chụp được rồi. Mình không chụp được rồi, mình chỉ correction những cái khác thôi. Dạ. Những cái khác nhớ là sáng quá là mắt màu. Ở sau này nếu nó mờ như vậy thì nghiêng cũng không sao. Nhưng mà nhớ nha, cái này mới là cái khó sửa nè. Cái trái này mới là cái khó sửa nè. Dạ. Cái này là sĩ biết cũng đã bên gì rồi. Ok. Cho nên cái màu màu nó đã đổi màu rồi nè. Ở background nè, sĩ chỉ cái background á, chỗ này nè. Dạ. Đó đúng là làm nó đã tối rồi đó, nhưng mà chưa đủ. Mình phải lấy lần sau đó. Coi như mình chụp hình như vậy thì ba cái hình này mình coi như là đã thuộc về thành công rồi. Nè, như vậy là gọn rồi nè. Làm vừa tới chỉ có làm cho cái môi này nó mọng lên thôi. Cái này cũng đã clean con mắt rồi, nhìn ok rồi. Làm cho môi mọng con người nó sâu hơn. Làm cho mấy cọng lông mi này ở dưới làm cho con mắt mình sâu, không có phải là làm cái con người không, mà mình làm cho mấy cái lông mi này nó đậm lên thì nó sẽ có 3D. Khi mình retouch nó sẽ có 3D liền tức thì. Again, nếu mình đứng ngang vậy thì mình cẩn thận cái những cái lằn cổ này. Cái cọng tóc này cần phải lấy ra. Ok. Nó không dính níu nữa, cần phải lấy ra. Dáng đứng ok, chỉ có cái sơn móng chân này nó hơi óp tí xíu, tức là nó khác màu, cái đó mình không có nói được, cái đó của người mẫu. Mình nhìn thấy cái này thì cái dáng ok, chỉ có cái là cái hông, tại vì nó dính với cái chân cho nên thấy cái hông nó hơi to, nhưng mà không sao. Ở dưới này là mình làm cho tối là bớt tí xíu, nhưng mà chú chụp như vậy là sĩ coi như là đã thành công. Chỉ có một cái là mình cần phải retouch thôi. Ánh sáng như vậy là good rồi. Cái lens này khá tốt, rất là tốt luôn, nữa là khác 2.8 mà sĩ thấy rất là sharp. Tất là sĩ chỉ thêm một cái detail nữa nè. Tất cả những cái chân mày nhiều khi á, người ta làm á, nó chưa có điều đặn và nó đẹp thì mình có nhiệm vụ mình phải sửa nó lại. Thí dụ nè. Ví dụ cái chân mày chỗ ngay bàn tay sĩ chỗ này nó hơi màu, nó hơi khác nè. Và nó hơi ốp nè, đúng không? Dạ. Ok, tức là mình phải làm cho nó đều đặn. Còn clone cái lông mày ra làm sao thì đòi hỏi cái khả năng của chú. Thì cứ tập đi rồi, chừng nào sĩ thấy nó something rồi, sĩ sẽ... Nên ở ngoài đây nó dư mấy cọng nhỏ nhỏ này nè. Thấy không? Thấy có một hai cọng nè. Ok. Thì tới đâu sĩ sẽ nói tới đó. Ok, rồi. Là từng gọi sĩ chỉ thiếu nợ chú Lãnh còn ai nữa không? Còn thank you anh sĩ nhiều.
Dạ, không sao, có gì thì cứ gây. Còn thiếu chị Nina từng giờ rồi nữa thì phải. Chị Nina yeah. không có hình trong đây. Ồ, Nina đây. Chị Nina có cho anh không? Có cái hình hoa sen yeah. hình sĩ. À, ok. Dạ, yeah, Nina đây. À, chị Nina. À, chị Nina chụp cái hình hoa sen này thì good, very good. Very good về cái gì? Về cái background, về cái độ sáp nè. Trong đây chị thấy cái nhị sáp, very good. Những cái là cái màu của mình nó hơi đậm thôi. Dạ. Yeah. Cái màu của mình nó hơi đậm tí xíu. Tại vì cái hoa sen này mình muốn nó màu hồng phấn. Dạ. Yeah. Nó nhẹ đi tí xíu. Dạ. Yeah. Nó nhẹ đi tí xíu nhưng mà chị làm nó nổi ở trong đây là good rồi. Tức là nó cái nhị, nó là cái màu vàng mình có thể làm đậm tí xíu cũng được. Dạ. Yeah. Làm sao mà trong này nó đừng có cháy hết nè. Nhưng mà chụp như vậy rõ, bố cục cắt crop ngon lành. Very good, không cần phải cắt crop gì lại hết. Yeah. Nhìn rõ đẹp. Nó có một cái là mình chụp ISO 100. Nhưng mà bởi vì mình làm cho nó sáp lên đó, cho nên nó có hơi nổi hột. Chứ đúng ra ISO 100 thì ISO 100 thì mình không thấy mấy cái lợn cợn này đâu. Nhưng mà làm gì cũng được rồi. Làm gì cũng đẹp à. Yeah. Very good. Cái hình hoa sen này thì mình thay đổi nó tí xíu thôi. Màu thì nó vẫn bị như vậy nhưng mà tức là chị bố cục ok. Chụp cũng ok, sáp ok, nhưng mà lighting cũng đẹp luôn. Mà nó có cái wow hay không, mình thiếu mất cái đó. Dạ. Yeah. Thiếu mất cái đó, dưới này cái ánh sáng dưới này cũng ok. Không cần phải làm, có thể làm cho nó tối bớt tí xíu nhưng mà cũng good. Dạ. Thứ ơi, chừng nào anh đe nhau xong nói anh nha. Cái hai bông sen này chị đều chụp thành công. Dạ, cảm ơn anh. Hai bông sen này chụp thành công. Mình có thể tìm những cái câu chuyện khác nữa. Mấy cái này thì chị nghĩ chắc chừng tuần trước đúng không? Cái mấy cái đốm trắng trắng ở ngoài này thì nó hơi overexposure. Dạ. Em post cái hình này lên với mục đích là làm sao mà fix cái bị cái chậm trắng đó đó anh. Bây giờ mình phải vô cái raw. Dạ. Yeah. Mình vô cái raw mình coi lại coi á là cái raw của mình chụp cái đó nó có cháy quá không. Dạ. Yeah. Cái raw của mình chụp á, tại vì nếu mà vô đây á sẽ không có giảm được. Vô đây là cháy như vậy là giảm, là giảm cỡ nào nó cũng không lên được hết. Nó chỉ có chỉ thấy cái nào mà nó còn cái mid á thì mình mới giảm được, tức là nó còn cái sớ á thì yeah. mới giảm được. Còn nếu mà nó trắng tươi á sao này không giảm được. Thí dụ như cái áo này nè. Mình nó còn cái sớ này, sớ giải là đúng không? Thì yeah. mình có thể giảm được. Mình có thể giảm được, mình thấy nó khác liền nè. Đấy. Dạ. Đó. Nhưng mà cái trắng ở ngoài này dù cái sĩ có giảm cỡ nào giảm nó cũng còn nha, chị nên thấy không? Dạ. Đó, tức là nó bị cháy rồi. Cháy là nó mất hết detail rồi. Nếu mất hết detail mình không giảm được. Thì muốn mà lấy lại được chỉ có một cách đó là chị vô cái raw chị coi coi nó sáng bao nhiêu. Chứ còn thường thường mình chụp cái cảnh như vậy nó dễ bị như vậy lắm. Tại vì cái mình muốn cái người đúng sáng là làm sao này nó cháy à. Dạ. Nhưng mà chị thanh nó qua CBI còn đỡ hơn là chị để màu. Dạ. Yeah. Nếu mà chị để màu thì nó hơi còn nhìn nó hơi thảm hơn chút nữa. Dạ. Yeah. Thì chị nghĩ là chị vô cái raw coi lại. Còn nếu không á, next time á, thì mình phải play cái người mẫu nó khác hơn chút. Dạ. Yeah. Để play tức là lấy cái điểm trắng này nè cho cái ngay cái đầu ông này. Tức là cái đầu ông này sẽ cover mấy cái điểm trắng đó. Yeah. Mình, nếu mà chị không có kêu ổng nhúc nhích được thì chị nhúc nhích, tức là chị sẽ mua qua bên trái. Yeah. Chị mua qua bên trái thì cái nguyên cái hat của ổng sẽ cover cái background. Nói là nói vậy thôi, tới hồi mình đi chụp hình á nó có nhiều thứ lắm mà mình không có được như ý đâu. Về nhà mình ngồi mình bình tĩnh mình mới thấy được, chứ còn lúc đó khó thấy lắm. Ok rồi, là chị correction được cái đó. Tôi ký kiến dạ. này được không anh chị? Dạ dạ nói đi anh. Bây giờ cái hình này cái phía sau của chị thành bokeh rồi, bây giờ chỉ cứ cần blur nó ra
làm cho nó bự, cái bokeh nó bự lên được không chị? À, bự lên đó, hả? Nhỏ xíu làm nó chứ. Bự hơn á. Thật ra đó, cái bokeh như vậy là ok. Sorry, nó chỉ có một cái á, là nó có một hai cái điểm trắng này, muốn giải quyết á, cũng không khó. Có nghĩa là chị Nina chỉ clone bên đây qua bên đây thôi. Clone cái chỗ này qua bên đây thôi. Dạ, okay, đúng không, không có khó đâu. Cái quan trọng là cái cách giải quyết thôi, chứ mình cũng không, dạ, không nghĩ là khó khăn gì. Dạ, em có try thử là em clone đó. Tức là mình clone nó qua một chút xíu, rồi mình nhớ là clone bự á, đừng có clone nhỏ. Sĩ mu lát nó mới nó chạy hướng nào. Để sĩ coi clone nó bên đây, tại vì cái này thì nó khó làm hơn cái Photoshop. Sĩ quen tay với cái Photoshop rồi. Đó, chị chỉ lấy mấy cái chỗ cái chị che vô vậy nè. Dạ. Yeah. Là giải quyết được chứ không có gì khó khăn hết, nhưng mà mình phải lựa cái chỗ nào mà nó tương đồng cái màu với cái đó. Nếu trong Photoshop mình dùng layer. Mình dùng layer để mà mình thay đổi nó, đó, giống vậy đó. Thì mình sẽ giải quyết được một số việc. Đó. Mình làm bằng layer á, đừng có làm bằng cái ấy. Cái này là xỉ lộn, cái này là nè. Chứ clone nó hơi... Mình clone sao mà đừng có vô cái... Đó. Thì giống giống vậy đó. Nó bây giờ nó lợn cận lại bớt rồi nè. Dạ. Yeah. Mình... có thể mình clone nó cho đây được. Tức là quan trọng là mình làm cho nó kỹ như thế nào thôi. Chứ còn giải quyết nó thì nhiều cách giải quyết lắm. Mà the best là vô raw lấy lại trước. Rồi mình còn là mờ mình ra mình clone đó. Lại mình làm cái trắng đen á, khó thấy lắm. Màu cũng vậy, thấy trắng đen khó thấy lắm. Đó, mình làm bớt đó. Tại vì nếu mà nó lấm đốm nhiều quá như vậy á, biết chắc là cái hình này màu là mình cũng khó xài được lắm. Nhưng mà trắng đen thì xài được. Mình làm như vậy xong rồi, nó có mix xong rồi, lúc đó mình mới giảm nó đi. Nó có mix xong rồi mình mới giảm nó đi, thì lúc đó nó sẽ khác đi. Ok, thì mình nhìn coi sao. Bây giờ thấy bên hình bên trái là mình chưa clone, hình bên phải mình clone rồi. Ví dụ vậy. Dĩ nhiên là mình làm kỹ chứ mình không có làm ba mứa giống như sĩ làm vậy, nhưng mà cái phương thức là như vậy ha. Chị có thấy cái sự khác nhau giữa mấy cái điểm mình không? Cái này nó áp dụng cho tất cả mọi những cái hình chỗ khác luôn, chứ không phải chỉ là vậy thôi. Nếu mình muốn giải quyết mà nó hết mix á, thì mình sẽ lụm cái mít mình bỏ vô. Lụm mít, yeah, ở đâu? Lụm mít ở đâu mà nó reasonable, nó gần gần cái chỗ đó, chứ đừng có lụm cái mít salad salad mà nó không belong được cái chỗ đó để mình bỏ vô. Ok chị Nina. Dạ, yeah, rồi cảm ơn. Có gì không? Dạ. Yeah. Thấy chị có thấy cái clone không hay là nó nhỏ? Dạ anh thấy. Dạ anh thấy. Thấy không? Đó, nó phải lợn cận giống vậy nè. Thì ok. Thì mình xài được, không phải the best nhưng mà mình có thể xài được. Ok, vậy là trả nợ xong ha. Giờ sẽ tới cái tầng này nha. Anh Tuấn chụp con Dragonfly. Nhưng mà con này là chết rồi. Yeah. Đúng không? Dạ, yeah, đúng anh sĩ. À, chết rồi là tại sao vậy? Tại vì cái hai chân trước này là mình chưa có posing nó tự nhiên. Ok, mình chưa posing nó tự nhiên, mình phải posing hai cái chân này lại cho nó tự nhiên bằng cách là lùi con. Đứng gì sao? Anh sĩ? Hả? Tôi đứng gì không? Tôi sửa lại và tôi nghĩ nó để chân gì nó đứng gì chứ không, không biết, không phải hả? Nó lui con này lại, lui con này lại làm sao, lấy hai cái tay này cho nó ốp vô trong cái trên này nè. Oh yeah yeah yeah, ok ok, yeah. Và hai cái cánh của nó cũng vậy, nó hai cánh đó mình phải posing cho nó hơi cao một chút. Tại thường thường, yeah, chuồng chuồng nó đậu là hai cánh nó giống như là ngang ngang cho nó không có sụi xuống ha. Yeah, cái đó là reasonable thôi. Tức là mình nhìn vô mình biết liền ngay reasonable. Nếu mà người nào been there done that. And then mấy cái chân này là mấy cái lông này là mình phải clone đó.
mình phải clone nó cho nó rõ hơn, hoặc mình phải clone nó cho nó rõ hơn. Cái này khó làm đó, tại vì sao? Tại vì sau lưng nó là cái pattern, mà cái này tại vì anh chụp nó thiếu, chụp nó thiếu mấy trước á, cái đầu chỗ này hơi bị trái, tại vì chụp cái này thì nó đòi hỏi đi theo nhiều lắm, rất là nhiều đi theo, mà nếu mà mình sáng quá như vậy á, nó sẽ không bring được cái đi theo, mình phải tối lại ngay chỗ này nè, nó mới có mấy cái lông, có nghĩa là bây giờ cái điểm focus của mình á là trên hai con mắt của nó, đúng không? Trên hai con mắt của nó thì thấy hai con mắt nó rõ, nhưng mà ở trước mũi nó thì nó mờ, tại vì nó đưa ra trước, còn cái miệng nó thì nó ngang hàng với hai con mắt, thành ra nó rõ. Còn cái phần ở trên đầu này á, thì nó mờ đi là bởi vì cái này chắc anh Tấn chụp một tấm hay mấy tấm? Dạ một tấm anh sẽ. Dạ, yeah, chắc một tấm, chứ còn nếu mà mình chụp, tại sao mà mình không chụp nhiều tấm? Tại con này nó thứ nhất là nó quá bự, thứ hai nữa là nó chết rồi, nghe mình dễ. Mình con chuồn chuồn này anh chỉ cần chụp khoảng 3 tấm là cái nguyên cái đầu nó rõ rồi. Nó chừng 3 tấm thôi. À, khoảng 3 tấm. Tập chụp lại. Nhớ nha, khi mà mình chụp macro, super macro, cái background nó cực kỳ quan trọng. Nhưng mà nó quan trọng nhiều, quan trọng á, nó dễ múa hơn, nó dễ setup, rất là dễ setup về background cho những cái macro, tại vì mình chỉ cần một cái miếng bìa nào màu gì mình thích á, màu gì mà nó again lại với cái màu con vật của mình á. Cái khó nhất là black on black. Black on black là ví dụ mình chụp con vật màu đen mà mình muốn cái background màu đen, mà để cho cái con vật đó nó nổi ra mới là khó. Chứ còn mình muốn cho nó nổi lên bằng màu khác á dễ lắm. Tại black on black là mình phải đánh sáng cho chúng, nếu mình ánh sáng không chúng là cái hình của mình nó blend in luôn. Ok, nhưng mà trong trường hợp này á thì anh thay đổi cái bắt ra. Chụp hình macro, cái setup nó take của mình 30-40% của vấn đề. Setup ở đây là setup người mẫu, setup lighting, posing. Ok. Rồi sau đó là tới retouch. Còn cái lúc chụp thì nó không khó. Lúc chụp focus mình làm một vài lần quen, nhưng mà cái setup mới khó. Take long time. Setup về ánh sáng, setup về posing cái con nó, làm sao cho nó. Anh mua mấy cái kim á, cái kim ghim á, mà anh phải lên net anh tìm cái kim ghim nó, cái số nó là 00. Ok, vô cái phần mà sai. Tôi xài 3 số 0 luôn anh. 3 số 0 cũng được, từ 20 cho tới 30. Anh muốn clue mấy con này xuống thì anh looking for cái clue nó gọi là UV clue. Sĩ nói gì anh Tấn giác được chưa hay là cần phải sĩ nói gì theo? Không, cái này em xài, dạ em cũng có xài clue rồi đó anh sĩ. Không, xài cái UV clue. UV clue anh sĩ. Tại sao giờ xài UV clue? Rồi quý vị, sorry quý vị nghe sĩ nói là đi theo anh Tấn cái này, tại thấy anh bắt đầu interesting cái này. UV clue là tại vì khi anh xài cái clue kia đó là nó thắt anh cũng là couple second. Tức là least là 5 second hay nhiêu đó thì nó mới cứng, đúng không? Yeah. Nếu trong vòng 5 second đó anh buông cái tay ra đó là con đó nó thay đổi vị trí liền. Cái tay của anh không thể nào giữ được 5 second. Mà cái UV glue á, anh apply nó lên nó vẫn còn quét, anh sửa xong hết cho anh lấy cái đèn UV anh chiếu ngang cái là nó cứng lại liền. Ok. Đó chưa biết anh sẽ. Biết. Còn nhiều cái thứ lắm. That's just one of the trick. Anh sĩ ơi, cái mà chụp macro đó anh sĩ thì mình anh Tony anh để là 2.8, thì bây giờ nếu mình để F8 hoặc 11 nó có rõ về phía sau không? Anh đâu có chụp 2.8. Hình như cái này 2.8 thì phải không? Chú có thấy cái data nó đang nổi trên màn ảnh không? Bên tay góc tay trái. Dạ thấy. Nhưng mà nó là F8 đó. Dạ, nếu mà thấy rõ từ đầu cho đến cái cánh á, thì mình để 8 hay 11 được không anh? Không, hiện bây giờ anh đang để 8 đó, mà nó thấy chỉ có nhiêu đó thôi á. 8, ok, thấy rồi. Dạ. Chứ còn nếu mà để 2.8 thì còn xa lâu nữa. Dạ. Nhưng mà có, nếu mà chụp gần như vậy á, mà dù có để F16 nó cũng không rõ hết đâu. Nó không rõ hết rồi. Không. Nếu mình chụp gọi là macro và super macro thì F8, F đường này kia nọ chưa chắc đã rõ, mà nhưng mà muốn mình không. That's why mình mới come up với cái stack focus. Trung bình mình chụp F8 là mình dùng stack focus,
Tại vì F8 thì thường thường nó là the best opening aperture. Về mọi điều kiện F8 là gần như là, mà mình đừng có lo cái vụ mà nó background nó không mờ, chắc chắn background nó mờ. Chỉ cái là mình hao. Nó ngược lại là bây giờ mình cần rõ chứ mình không cần mờ. Mờ thì tự động nó đã mờ rồi, mình không sợ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Ok anh Tuấn, còn câu hỏi gì nữa anh Tuấn? Thì từ từ anh làm tới cái nào sĩ thấy cái gì thì sĩ sẽ góp ý. À, tức là mình cần cái là gì? Cái problem đó anh sĩ, cái problem là khi mà tôi lấy cái tại tôi dùng cái MF picking á, thì khi mà lấy á, thì xung quanh cái mũi của nó đó, mà nếu mà nó đỏ đó thì hai cái phòng mà màu xanh bên ngoài á, nó lại mờ. Nhưng mà nếu mà lấy cái mà MF picking mà nó đi round ở ngoài hai cái vòng ngoài á, thì cái trong nó lại mờ. Cái hình này á là nó bị mờ ngay ở chỗ hai con mắt, nó không có rõ nét hai con mắt giống như là nhưng những mà hình khác. Nhưng mà sĩ không suggest anh dùng picking. Okay. À, thử hai cách anh sĩ cũng thử cái kiểu mà không picking luôn thì nó cũng không có như anh cái dùng không là... không có picking thì lấy gì anh nhìn, lấy gì dạ, anh dùng cái live view của anh sĩ. Ok ok để sĩ nói anh nè, anh đi ra ngoài kia anh mua một cái monitor cho sĩ, cái monitor 640 gì á. Ok dạ. Anh câu trực tiếp vô trong cái máy của anh rồi anh zoom lên 10 lần live view. Ok, cộng với lại cái monitor 24 inch hoặc là monitor whatever 32 inch gì của anh có đó thì bảo đảm nó ngon lành hơn picking nhiều. Picking là trường hợp mà mình hồi xưa mình xài mấy cái lens mà nó ấy thôi, chứ còn bây giờ mình có live view mình nhìn thấy nó rõ làm sao là nó rõ vậy, nó là live hả, nó đâu cần phải đón đâu. Picking vẫn là đón đó, picking vẫn là đo rồi đón cái khoảng đó thôi, đúng không? Cái khoảng nó đỏ lên anh biết thôi, nhưng mà nó không, thật sự nó không chính xác 100%. Chính con mắt mình nhìn mà nó phóng đại lên 10 lần mình mới thấy, ít nhất là 10 lần. Cái máy của mình phóng đại lên 10 lần được, đúng không? Trên cái máy mình á, mình mount nó lên cái monitor rồi mình zoom nó lên 10 lần thì bảo đảm mình thấy luôn từng cái luôn, từng cộng lông luôn. Ok, hook up cái live view vô trong một cái monitor hoặc là cái tivi gì đó, thường thường monitor này nó mịn hơn, dễ nhìn thấy hơn. Thì cái đó Dũng giống như là mấy người họ quay phim vậy đó. Đó. Giống như vậy ha. Yeah. Thì nếu mà anh serious về vấn đề này thì anh cần phải set up có một cái dàn như vậy. Nó giúp anh nhiều hơn. Yeah. Thank you. Ok. Yeah. Rồi, còn cứ làm đi rồi rồi tới đâu thì cái đầu thì cần ấy, còn lighting anh setup vậy là ok rồi. Hơi sáng đi xíu nhưng mà ok. Lighting setup vậy là tương đối rồi cho cái hình này. Nhớ ha, cái lighting anh setup anh đánh nó dính vô cái cây ở đằng sau nè, thành ra cây ở đằng sau nó sáng. Thấy không? Cái cây đằng sau với cái cây đằng trước nè, cái nhánh đó. Mình setup mình phải né mấy cái đó. Bỏ lên live view là mình thấy hết mấy cái đó. Anh đang nhờ đâu rồi? Anh đang nhờ vô chưa? Có vô rồi. À, nãy giờ vô rồi sao không thấy anh đâu hết vậy? Anh đang nhờ cái bài của mình bữa nay bao nhiêu? Sao em nghe anh không rõ vậy? Nghe nó rè 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 vậy, quý vị có nghe được thấy vậy không? Anh đang nhờ. Nghe rõ người không chị? Nghe bây giờ đỡ hơn hồi nãy rồi đó, nhưng mà anh sao giọng anh trầm ấm thế, không khỏe à? À, bệnh tài xế lão quýnh. Vậy hả? Mấy bữa nay đang long thể bất an. Vậy hả, nghe giọng là biết mà em cũng vậy, mới vừa đỡ bữa nay. Ok, cái bài của mình bữa nay là bao lâu anh? À, dạ sư, dạ xe từ cái chị thấy nha. À, bây giờ chưa share được tại sĩ đang review cái hình bên đây, nhưng mà anh có thể guessing nó 2 tiếng, 3 tiếng hay là 2 tiếng rưỡi. Dạ, tôi nghĩ chắc khoảng chừng tiếng độ lại, nhưng mà cái những cái câu hỏi đó. Ok, rồi. À, vậy là sĩ làm xong cái review này rồi mình sẽ nói tiếp chuyện đó, anh chỉ biết cái khoảng đó thôi. Dạ. À, rồi dĩ nhiên dư là mình có câu hỏi nhiều hơn. Dạ. Okay. Vậy ha, chúc em sẽ trả lời anh. À, đánh kiểu này nhau sao ai cũng sụp sùi hết ta. À, mùa này ok. À, hình của chú Dũng
Có đã mặt anh chị. Ok, chú Dũng, cái hình này á, chú Dũng làm cái nhị nó hơi mờ, chú Dũng ơi. Tức là mình chụp mình rõ cái cánh nhưng mà những nhị nó mờ. Cái nhị ở trong á, nó mờ. Tức là cái focus mình nằm ở đây nè, đúng không? À, với lại cái nụ bên đây nè, nó hơi ăn vô một cánh hoa sen của mình. Mà nó nằm ở mấy trước cho nên nó mờ quá. Cái hình này mình chưa 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 ngon. Hình này đáng lẽ nó phải nằm chịch qua bên tí xíu nữa. Bằng cách là mình move qua bên phải tí xíu thôi, chỉ cần. Cái hình này thì nhìn xa thì ok đó, nhưng mà sĩ muốn chú Dũng phải xài cái tại cái này chú Dũng xài ở cái khẩu độ là 2.8. Mà sĩ không biết lý do tại sao chú Dũng xài 2.8. Mà mình không xài F5.6 ví dụ vậy. Tại vì mình đâu có lo là background nó không mờ đâu. Mình đâu có lo background nó không mờ đâu. Mình dí vô như vậy thì background nó phải mờ chắc. Mà sĩ phải công nhận là cái lens này rất là tốt. Rất là tốt về vấn đề sắp này. Nhưng mà mình trong điều kiện này mình có thể có nhiều hơn. Có ấy hơn. Cái chỗ bên đây nó hơi tối một tí xíu này. Nó support nhưng mà nó hơi tối ngay chỗ cái bàn tay của sĩ để này. Sáng hơn tí xíu nữa. Không cháy. Cái này mấy quý nào mà chụp cái bông này á, nó vừa bị cháy lắm. Này, mấy cái điểm trắng trắng này vừa bị cháy nếu mà có ánh sáng mạnh vô. Nhưng mà chú Dũng chụp nó không cháy. Very good. Nhưng mà cái lighting của mình á, nó soft quá, nó chưa mạnh. Nếu nó mạnh nữa đó thì nó sẽ làm cho cái hình mình more 3D hơn. More 3D hơn. Sĩ muốn thấy something more bao chú Dũng. Again, sĩ sẽ nhắc lại hoài những đó. Ok, giờ sĩ trở qua đây. Bỏ tấm hình này anh sĩ, tấm hình kế. Ok, tấm hình này phải không? Dạ. Cái này đó sĩ nghĩ là chú Dũng dùng overpower để sĩ coi thử. Coi có phải overpower không? Dạ, chú Dũng dùng cái đèn. Chú Dũng dùng cái đèn để làm cái kia cho nó background cho nó tối đi. Nhưng mà ở trong đây á, mình còn thấy một hai điểm nè. Ok, bây giờ bố cục vậy cũng được rồi. Nhưng mà có thể mình cắt nữa. Nhìn như vậy là ok, rất là đề huề. Nhưng mình có thể crop nữa rồi sĩ sẽ nói tới vấn đề mà mình bị problem. Cứ crop nó vô vậy luôn nè. Không nhất thiết phải để nó bự ở ngoài đâu. Crop nó vô vậy luôn. Thì cái hình của mình nó sẽ mạnh hơn, nó bự hơn. Nó bự hơn là cái hình nó nổi ra hơn. Mắt chụp được nhưng mà nó có một số cái problem. Cái này chú Dũng cũng phải làm cái beauty retouch lại cho cái da mặt nó mịn hơn. Ánh sáng như vậy ok. Chỉ cái khi mà mình làm cái background với cái hair đó thì chú Dũng phải cần phải nhìn đây là mình sẽ nhìn thấy nè. Thấy cái bệt bệt này không? Thấy cái bệt bệt chú Dũng có thấy không? Thấy. Tức là mình muốn làm để separate nó ra khỏi background nhưng mà mình để lại nhiều cái tray quá bên đây nè. Muốn nhìn cho nó rõ hơn hết á, dễ lắm. Sau khi mình làm á, để sẽ reset cái hình nguyên thủy. Sau khi mình làm á, chú Dũng cứ tăng sáng lên. Bây giờ mình thấy không? Thấy cái bị dạch của mình không? Yeah. Không? Khi mình muốn kiểm tra lại đó, mình tăng sáng lên. Tăng lên mình nhìn nè. Cái này mình cắt nó không có ngọt nè, thấy không? Nó có một cái lằn mờ ở đây. Bên đây mình làm tới đâu là dấu tích tới đó. Nghe? Thành ra đó. Cái trick đó là mình cứ sau khi mình làm xong mình kiểm tra mình tăng lên. Với lại có một cái chỗ này nè, tự nhiên cái cổng này tới đây nó lòi ra đây. Cái chú Dũng cắt theo nó luôn, không đúng. Cái này mình dùng Liquify mình đẩy nó vô. Cái này nè. Thấy không? Mình dùng Liquify mình đẩy nó vô cho nó thẳng hàng giống như kia luôn. Để nó đừng có làm cho người ta phải thấy giống như nó chổi chổi vô chỗ này. Tự nhiên xuống tới đây tự nhiên có miếng này nó ấy ra. Rồi chú Dũng có thể dùng Liquify để đẩy cái miếng này vô luôn. Chú Dũng có nghe không ạ? Nghe chị. Đẩy nguyên cái miếng này luôn. Nhớ là mình vẫn giữ được cái shape của cái cây này nè. Mình đẩy cái tóc vô, ôm vô luôn cũng được nữa. Đó, mình đẩy ở cái bờ vai này. Thường thường mình dựa là mình bị như vậy à. Cái người nào mà dựa vô là sẽ lòi thịt ra.
nhưng mà mình đẩy nó vô dùng lý file đó chứ Dũng chắc được. Cái mặt như vậy thì ok rồi, cái nét như vậy ok rồi, chỉ cái là mình làm more detail thôi. Lấy một cái điểm trắng trắng này ra bỏ, làm beauty gì thích, nhất là cái môi này. Cái môi này mình phải làm cho nó mọng lên, nó đẹp lên. Nhưng mà cái hình này mình hơi hơi làm cái background nó tối quá thằng nha, nó nhưng mà cái hình chụp đẹp không, yes, bắt được cái moment, bắt được cái ánh mắt. Mà chưa chưa có làm beauty gì hết. Ngon. Thành ra chưa thấy nó nổi lắm. So với Dũng thôi nghe, còn đối với những người khác thì làm một cái nhìn khác nữa. Chú Dũng này nhiều khi sĩ nghiệp khoai mò. Nên mấy người khác, nên mấy cái tai mà mấy cái lợn cợn đâu, mấy cái đồ mồi hay gì đó, nếu mình muốn lụm ra thì lụm, còn lụm để nguyên cũng được. Nhưng mà chắc chú Dũng phải lấy một cái hình nào đó rồi làm gì thích. Make sure là mình làm gì làm, nhưng mà đừng có để lại mấy cái vệt như vậy. Tại mình để lại là nhìn nhìn từ đây sĩ đã thấy rồi. Nếu mà thấy như là cái hình mình hư rồi đó. Nè. Cái vệt mờ đó là cái hình mình hư rồi đó, không 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 ấy rồi đó. Ok Dũng. Dùng Asia Select Subject cho anh sĩ. Dạ, nhưng mà mình chưa có fine tune. Vợt làm tối nó bị vậy. Dạ, mình chưa có fine tune, tức là mình chưa có làm kỹ, chứ không phải là nó làm được. Mình chưa có làm kỹ. Mình phải làm kỹ hơn nữa. Cái cuối cùng á, cái cuối cùng mà quý vị biết không, anh Tuấn, nhất là anh Tuấn á, tức là cuối cùng rồi là người nào kỹ hơn người nào. Người nào làm cẩn thận hơn người nào thôi. Tại vì cái Photoshop giống như sĩ nói hoài, nó cũng giống như cái bếp vậy đó, nó đầy đủ tất cả dụng cụ, nồi niêu xoong chảo, độ nóng, đường tam tỏi mỡ, người ăn thua người nào nêm nếm làm sao thôi. Nhưng mà người nào làm kỹ dáng khéo thì nó sẽ đẹp và nó sẽ ngon. Đơn giản là vậy thôi. Còn còn opportunity thì giống nhau. Cái anh đang sĩ cho tôi thêm cái này. Dạ. Như anh Dũng anh nói là dùng cái mà select subject á, cái computer của mình á, cái select subject bây giờ nó improve rất là good, nhưng mà nó chỉ cover khoảng chừng 80%. Đối với cái tóc á, hình như nó chỉ cover khoảng chừng 60%. Thành ra mình phải fine tune cái tóc, phải fine tune cái selection của mình thì mới được. Rồi, rồi chẳng những mình phải fine tune mà mình phải, mình tới một lúc nào đó mình phải nhận được là ok, cái tóc của mình á, cái tóc của mình á, nó cùng đồng màu với lại cái cây ví dụ vậy. Như vậy thì là make cho nó more harder to select. Make cái subject nó more harder, tại vì nó nhiều khi nó không biết cái cọng nào là cọng tóc, mà cái nào là cái vỏ cây, mà những cái lằn texture trên vỏ cây. Thành ra mình phải help nó out. Mình phải help nó out là bằng cách là mình phải dùng manual. Ok. Sĩ nói ra quý vị cũng tin mọi lần á. Bạn sĩ Tom hay là sĩ á, nếu mà nói detail sĩ phải học thêm Tom á, Tom Thái. Khi vuốt từng cái cọng tóc, từng cọng một. Nhưng mà sĩ cũng làm như vậy, mà đến khi cần thiết nào mình spend more time ra. Nhưng mà quý vị có biết có một lần á, Hy dẫn sĩ lên cái gallery ở trên Palm Springs á. Sĩ nhớ hoài, Hy dẫn là một cái hình đó, một của một cái ông người Indian, mà mấy cái cọng tóc của ổng á bạc hết rồi, mà nó đi theo từng cọng một, mà nguyên cái đầu như vậy từng cọng một. Sĩ nhìn sĩ nói trời ơi, ai mà làm Photoshop mà hay như vậy, mà đi theo như vậy này cái nọ. Cái ảnh cười cười anh nói làm Photoshop gì, người ta vẽ đó mày. Mình tưởng tượng đi, người ta vẽ từng cọng tóc, người ta vẽ từng cọng mà vẽ nguyên một cái đầu mà nó đi theo như vậy. Còn mình nó là nó có sẵn, mình chỉ làm cho nó tốt hơn thôi, mà mình làm còn được. Còn cái ông nội kia là họa sĩ mà ông giả từng cộng, mà mình nhìn không ra, mình tưởng đâu là làm Photoshop. Mình thấy như vậy mình nói oh man, mình lại có thượng phương bảo kiếm trong tay mà mình không xài được, còn ta lại dùng gọi là dùng bút chì người ta vẽ, mà mình nhìn vô mình tưởng đâu là từng cộng thiệt. Vậy mình mới thấy là ô, cái level mình quá low, quá thấp. Cho nên mình từ đó mình đã nhận ra là oh man, mình quay quay, mình học mò, mình làm vậy cơ bộ không xong rồi. Mà quý vị có dịp quý vị lên Palm Springs, trong đó có một cái gallery, sẽ không biết giờ còn hay không. Nhưng mà mỗi lần lên là gần như là sĩ ghé đó để sĩ coi, tại vì họ cứ update cái hình hoài. Họ mix hai cái gallery, một cái gallery là về painting, một cái gallery về chụp hình. Họ chụp ở đâu? Họ chụp ở dưới mình nè, họ chụp ngay cái chỗ San Juan Capistrano này cái nọ, mà nhìn cái hình mình wow luôn, mình giật mình luôn. Tao là địa bàn của tao mà mày xuống mày gom hết mà tao không biết. Địa bàn của mình mà người ta xuống người ta chụp hình, mình muốn nổ con mắt luôn, mà mình ở đó mình cứ chê.
mình cứ chơi mình ổng mình eo không, mà người ta xuống người ta chụp hình ở những cái điểm rất là simple mà mình đi hoài mà mình vẫn không không làm sao làm được, cho nên mình tức bức tóc móc mắt luôn là vậy á. Hỏi ra nhìn toàn là địa bàn của mình không, tại vì trên nó cũng có nhiều cái chụp, họ chỉ về on cao đi hay về sang đi rồi họ chụp thôi. Thì lúc đó mình sẽ học được nhiều, cho nên quý vị phải đi xem nhiều triển lãm, nhiều gallery, những cái mà nó những cái người mà phải giỏi hơn mình học được nhiều thứ. Anh sĩ, tôi có câu hỏi được không vậy? Dạ, dạ, hỏi đi. Cái hình đó mình không biết được cái original nó như thế nào, mình có thể nghĩ là có nhất thiết là mình phải clean cái tóc như vậy hay không? À, thì cái đó là cái mà cái quá trình của sĩ cũng vậy. Có nghĩa là bây giờ mình chưa, có nghĩa là bây giờ mình cái khó là như là mình nhìn vô tấm hình, mình design, mình quyết định là cái nào nên sửa và cái nào không nên sửa. Sửa nó có đẹp hơn không sửa hay không? Và nó đẹp hơn bao nhiêu? Thí dụ như mình nói mình sửa nó đẹp hơn thêm 30%. Ok? Ok, go ahead. Nếu mà mình nói mình sửa mà nó chỉ đẹp hơn 10% mà cái cơ hội mà mình làm hư mà để hư luôn tấm hình á là nó tới 5-70% thì tội gì mình phải làm. Đúng không? Thì cái đó là ai giờ do mình quyết định thôi. Do mình quyết định thôi. Còn nếu mà thí dụ như là chú Dũng mới vừa anh hình như anh Hiền đang vừa dạy xong cái bài ACR đúng không? Rồi chú Dũng muốn dùng cái hình này để thực tập thì that's ok. Mình dùng nó để mình thực tập coi nó đi đến đâu rồi coi cái khả năng của mình đi đến đâu thì không sao cả. Thì tại vì trong cái lớp mình là lớp học mà, chưa phải là showcase, chưa phải là triển lãm. Thành ra mình dùng nó thực tập rồi mình mới biết được là mình làm được cái gì, làm được bao nhiêu, rồi từ đó mình improve cái gì thì that's good, that's very good. Cho Hiền hỏi dạ. Một câu hỏi anh với là hỏi học viên trong lớp luôn là thấy mình thấy này anh Dũng là một trong những người kinh nghiệm rất là nhiều trong lớp, nhưng mà thấy Hiền đồng ý là làm cái này á là không có tới rồi, nhìn là biết là thấy nơi cái chỗ mà đậm đậm nó vẫn còn tóc không. Đó thì đại khái đó thì Hiền muốn hỏi cái subject mà select here là bao giờ cũng khó nhất. Đúng rồi. Đúng rồi. Như anh chị nói đó, cái technique đó, có một cái technique là mình dùng cỏ, mình create một cái cỏ, mình vẽ từng sợi tóc thêm vào. Thì lúc đó that's the only way mình có thể làm realistic được là mình phải vẽ thêm tóc. Cái technique nó rất là phức tạp. Thì yes. Thường là Hiền không có nghĩ là cái lớp có thể handle được những cái topic đó, thành ra Hiền không có nói. Nhưng mà Hiền muốn hỏi anh chị với là mọi người có muốn học cái đó không? Sĩ đề nghị như vậy nè, cũng giống như là nãy sĩ nói chuyện với anh Tuấn á, yeah. Ok là mình tùy theo cái người nào mà họ muốn cái hình họ tới đâu, anh này nghe không? Thì yeah. Có thể chỉ có một vài người đi tới cái muốn tới cái level đó thôi, thành ra mình không có thể nào mà mình những người kia sẽ chán. Yeah, tại vì bây giờ selection chưa được mà làm sao mà kêu đi vẽ cầm tóc, đúng yeah, không? Yeah. Cái option là nó có thể làm được, nó có cái đó, nhưng mà bây giờ có mấy người đi tới cái mức độ đó, tức là việc đầu tiên là mình chưa có cái hình đủ cái độ mà gọi là nó đẹp hoàn hảo hết, chỉ có sửa cái đó nữa là nó đẹp 90%, 110%, mà bây giờ tôi làm hoài không được thì tôi sẽ nắm anh hình bây giờ. Tôi muốn sửa cái đó thôi. Nếu mà không sửa cái đó hình tôi vẫn đẹp rồi, mà sửa cái đó nó more hoàn hảo hơn, và tôi quyết định tôi làm như vậy, thì lúc đó mình hãy go đi theo với những người đó. Và những người đó phải có bỏ rất là nhiều công để mà thực tập, chứ không thể nào mà mình học xong một cái buổi Photoshop của anh Hiền về là ngày hôm sau là mình làm perfect được. No. Quý vị try hàng chục hàng trăm lần. Đừng có nói là quý vị chỉ thử một hai lần là được đâu. Ngay cả selective tới bây giờ mình học bao lâu rồi mà nhiều khi sẽ thấy mình selective mình vẫn bị hoài. Cái selective là cái khó nhất. Mà cái này là sẽ nói những người về khó đó. Tức là mình đừng có give up. Tức là mình đừng có give up là sao? Tức là give up chính mình đó. Có nghĩa là mình đừng có nói ô tôi làm vậy rồi không ai thấy đâu. Thí dụ vậy. Tôi có thể làm khá hơn nhưng mà thôi chắc không ai thấy đó không. Ở ngoài con mắt kia họ sẽ tin hơn con mắt sĩ 100 lần. Thành ra đó, trước khi quý vị gọi là show hình ngoài kia đó, là nhiều khi sĩ thấy trước thì quý vị đỡ một chút. Còn ở ngoài kia họ thấy thì họ cũng không có nói đâu.
bảo đảm luôn. Mà cái khổ là đó, họ khen không mà tới khi mà quý vị đem hình quý vị đi in hay là đi phóng lớn rồi quý vị mới té ghế xuống rồi gãy ba bốn chân ghế rồi ê ẩm, mà lúc đó mới lúc đó mới nghĩ lại thì maybe a little bit late. So we do it now and đa số là sẽ thấy là quý vị còn problem về vấn đề selective. Tức là kỹ thuật thiện hiền đã chỉ hết rồi, cách thức làm sao ấy. Bây giờ sẽ nhắc lại hoài là quý vị kỹ đến mức độ nào? Quý vị kỹ đến mức độ nào? Quý vị allow mình tới maximum hay không? Thì sĩ giống như cái máy sĩ sẽ scan qua để thông báo cho quý vị oh I see something. Nhưng mà cái người thật sự làm để nó thành công, để mà nó đẹp hơn là chính quý vị. Nên quý vị có chấp nhận cái chuyện challenge đó hay không? Đó là chính mình chứ không ai khác hơn. Đối với những người mà có kinh nghiệm chụp lâu quá thì sĩ lại càng có nhiều khi sĩ thấy nó hơi ngại vậy nè. Quý vị biết sĩ ngại cái gì không? Sĩ ngại là nhiều khi sĩ nói nó quá detail và nó hơi quá kỹ, nhiều khi sĩ ngại quý vị feel không có vui. Nhiều khi tôi cũng đâu muốn tới mức đó đâu, mà nhìn cái hình nào ổng cũng thấy dư trùng hết, thành ra nhiều khi tôi thấy nó nản quá. Nhưng mà sĩ không biết, nhưng mà đối với sĩ thì sĩ làm được cái gì là best cho quý vị chứ không phải cho sĩ. Thành ra sĩ cố gắng sĩ tìm hết những cái gì, sĩ chỉ ra những cái phương thức nào để quý vị làm. Mà nếu mà quý vị thấy mà nó hơi cực khổ quá, hơi này cái nọ, thì quý vị cũng nói cho sĩ biết để mà sĩ thật ra sĩ đã tùy theo người mà sĩ nói rồi đó. Hay sĩ, cái đây cái này là rất tốt anh sĩ, học được nhiều lắm anh. Tại vì có cái mindset là mình mới học được, chứ còn không có là mình sao mình học. Thì sĩ cũng nghĩ vậy, sĩ cũng nghĩ vậy. Nó chơi tới một lúc nào đó rồi, cái bắt đầu mình thấy mình nó cứ chừng chừng đó hoài. Mình cần cái gì vượt bậc thì quý vị chỉ cần kỹ thôi. Ok. Thì sĩ tùy theo quý vị nào mà mới chơi thì sĩ nói theo cái mới chơi thì chỉ cần kỳ khoai như đó thôi. Chơi lâu muốn nâng cao nữa thì mình nói theo. Thì mình nhìn cái hình của mấy người đó mình biết liền rồi. Ok. Như vậy ha. Rồi. Dạ, cảm ơn sĩ. Rồi, ok. Chị Chucky rồi. Ok, không phải, sorry. Cái này từng trước. Ok. Rồi, chú Hoa phải không? Tôi đang nghe đây chú sĩ. Ok. Cái hình này chụp được rồi. Thì theo đầy đủ. Cái background nó hơi boring thôi. Cái background nó hơi boring tí xíu, tức là màu của mình màu xám á. Nó không phải trắng, nó không phải, nó cũng không phải màu xanh của lá, mà nó hơi xám xám. Chuyện cái đó là bức tường chú sĩ. Thì không sao, sĩ chỉ nói background thôi, còn dùng bức tường, dùng cái màn, dùng cái lá, dùng cái nón, dùng cái gì cũng được hết. Nhưng mà nó plan nó hơi boring này. Ngoài ra đó thì cái chỗ này là mình làm cho nó mờ một chút đi. Dạ. Nó mờ một chút đi để nó nổi cái bông mình hơn. Dạ. Cái background của mình đó thì mình có thể làm cho nó khác hơn chút xíu cũng được. Yeah. Đổi màu cho nó khác hơn thì cái nữa nó à. Cho nó more interesting hơn, để nó xám xám nhìn nó không được. Okay. Thank you. Okay. Nói vậy là hiểu rồi ha. Thank you. Tức là mình bây giờ chụp có cái bông như vậy thì mình muốn lựa cái màu nào không được. Mình để kiếm cái bìa cứng mình để sau lưng này nó thành cái background rồi, chứ đâu cần phải là cái tường. Mình phải suy nghĩ ra trước rồi mình creative mình xài, chứ không phải là nói vậy tôi có vậy là tôi chụp. Thí dụ như mình chụp landscape nó cách sông cách núi, mình đứng bên đây núi, mình chụp qua bên kia núi, mình làm gì cũng không được hết, đúng không? Okay, macro nó rất là dễ, là tại vì chỉ cần mình lấy cái áo mình để sau là nó thành cái màu khác rồi, đúng không? Ok. Nó gần sát bên mà. Ok. Về chụp hình macro hay là close up, về cái background control là easy. Thậm chí mình có thể lấy một cái tấm hình khác, một picture khác mình để sau lưng cũng được. Nó chỉ là background nhưng mà nó làm sao nó support, nó nổi ra cho mình là được rồi. Ok. Ok, là cái đó là cái idea ha. Dạ, cảm ơn. Thì chú qua lần sau chụp á, mình sắp. Ví dụ như bây giờ cái bông này đi, sĩ chưa nói là bây giờ mình cắt nó hơi thiếu về bên tay phải. Thiếu một chút xíu. Thiếu một chút xíu, ok. Thì cái background này nó vẫn interesting hơn là cái background nãy, đúng không? Dạ, cái đó tự nhiên. Đúng không? Thì đó, thì thấy nó là nó more realistic hơn, nó more thật hơn, lại vì cái lá sen. Yeah. Ví dụ vậy. Còn mình có thể mình dùng những cái bụi cây, bụi hồng, bụi gì của cái background nãy đó, mình để sau lưng á, nhưng mà để xa xa ra để cho nó mờ giống vậy nè.
Mình để gần nó sẽ nổi lên. Ngay cái đó là cái idea thôi, đúng không? Dạ, good idea. Dạ, mình thấy như vậy, mình thấy cái idea đó. Ok, vậy ha, còn câu hỏi gì không? Dạ, cái này chụp sen thì tôi thấy cái này chụp sharp hay là rõ hay này kia thì nó cũng vậy. Rõ rồi, sĩ nhìn thấy rõ rồi, nhưng mà thậm chí hơi gõ quá, tức là mình làm hơi sharp mình nhiều quá. Nhưng điều cái khó là phải nói lên một cái ý nghĩa gì chứ chụp sen. Đúng rồi. Đúng rồi, nếu mà nói chỉ chụp một cái hình mà nó chỉ rõ thôi đó. Đúng. Nó rõ thôi mà nó đẹp thôi đó, thì người ta nói ồ cái hình này, tức là theo sĩ thì cho là chụp được chưa, chụp được rồi. Dạ, đúng rồi. Ok, chụp được rồi, mình đúng lighting, mình đừng ở này kia nọ thì nó là ok, chụp đẹp rồi. Đẹp rồi là gì? Đẹp rồi tức là nó không có bị hư một cái gì hết trơn. Dạ. Thật ra đó, bản thân cái bông nó đã đẹp rồi đúng không? Uh-huh. Bản thân cái bông nó mình nhìn vô mình đã thấy đẹp rồi đúng không? Bây giờ mình chỉ cấp cho cái đẹp đó sẽ gọi là copy. Nhưng đúng. Mà nếu mà nó lồng vô một cái câu chuyện gì nữa, nó là thành một cái tác phẩm. Exactly. Ok. So bây giờ mình nhìn cái bông đó, mình chụp cái bông đó, nhưng mà mình nghĩ trong đầu mình muốn nói cái gì đây? Tôi chưa làm được cái đó. Đó thì cái đó khó lắm, cái đó khó lắm. Cái đó người ta mới gọi là sáng tác, là một tác phẩm nghệ thuật. Còn cái này mình, ai chụp cũng được hết. Cũng chưa chắc là ai chụp cũng được đâu. Tức là mình phải có kinh nghiệm thời gian mình mới chụp nó đúng sáng, rõ nét, background mờ, ví dụ vậy. Tức là có nhiều người chụp chưa được mà mình đã chụp được rồi. Thì bây giờ mình làm sao cho nó có câu chuyện, thì cái đó mới là cái khó, cái đó mới là cái sáng tạo trong chụp hình. Cái đó nó gọi là creative. Exactly. Tới mức độ đó mình khó rồi. Bây giờ mình phải ngồi nghỉ chứ không phải mình nhìn cái bông rồi mình chụp cái bông đem về. I know that it was sen. Okay? Đúng rồi. Kỹ thuật mình làm đúng rồi. Bây giờ mình làm phải làm more than that. Bởi vì người ta nói cái hình đó, cái hình của nó là do cái sáng tạo của cái đầu óc người chụp chứ không phải là bản thân của hình. Tại vì bản thân cái bông này nó đẹp rồi. Đúng. Mình chụp xấu là tại vì mình làm sai kỹ thuật thôi. Đúng không? Còn mình chụp đúng đó thì nó đẹp về là mình copy, đúng không? Tại vì nó đã đẹp rồi mình copy nó về. Nó đã có vậy rồi. Nó đã có chứ đâu phải là mình làm mình vẽ vời gì nó, đúng không? Đúng rồi. À, cái hình của mình hơi bị sắp, mình hình ra nó hơi bị gắt. Dạ, đúng. Tức là mình giảm nhẹ lên chút, nhất là về chụp về sen nhà mùa thu mình không cần phải super sharp. Dạ. Yeah. Ok, là mình giảm nhẹ lên chút nhưng mà cái hình chụp vậy là ok rồi. Rồi, thank you. Ok thì nó ok là có nó giống như một vài triệu tấm hình ok khác ở trên net vậy đó. Nó nói chụp vậy, đúng rồi. Có sao chụp vậy mình có thể mình chụp cái lighting nó đẹp hơn. Nó này cho nó hơn nhưng mà mình có cái hình đẹp hay không, yes. Nhưng mà nó nói được gì không, nhớ nha. Nếu mà chú Hoa muốn creative á, chú Hoa phải làm một cái câu chuyện gì đó mà lồng ở trong mà người ta nhìn vô người ta hiểu liền cái hình mình mới thành công nha. Chứ còn đó, nếu mà mình nhìn vậy mà kiếm chưa thì từ từ. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, có nhiều khi mười mấy năm mình còn chưa làm được, sĩ còn chưa làm được mà. Dạ, cố gắng lắm cái bản thân sĩ thôi, chứ sĩ cũng giỏi giang, sĩ cố gắng cái bản thân sĩ mà, tức là làm không vừa theo ý mình, cái mình mong muốn nó khác, tại vì mỗi người có một cái mong muốn khác đúng không? Dạ. Cái mong muốn mới đầu mình chỉ mong muốn là chụp được hình thôi, nhưng mà sau khi chụp được hình mà mình muốn chụp nó đẹp hơn, mình muốn mong muốn nó chụp thành một cái story, nó này cái nọ, mỗi cái mong muốn mỗi thời kỳ nó khác. Ok, chị Lan có đây không? Thank you. Dạ. Chị Lan ơi. Chị Lan gửi tấm hình này quá nhỏ. Too small. À, chị Lan không có đây phải không? Sĩ bài không nha. Thấy chị Lan à. Ok. Rồi. Cô Mai. Đây, cô Mai chụp cái tấm hình đây. Đây, anh tôi đây. Cái tấm hình này về cái dáng á, thì rất là đẹp. Về cái dáng rất là đẹp, nhưng mà hình chưa có rõ. Chưa rõ hả anh? Dạ. Hình mình còn mờ. Nhưng mà cái dáng và cái lighting đẹp. Nhớ là cái miếng này là miếng phá nè. Cái miếng này là cái miếng mà nó, tại vì cái màu nó phá, cái màu trắng nó phá, nó again lại tất cả những cái đồng màu này. Thành ra cái miếng này là cái miếng là nó phá. Cái lá này nè, lá bên đây nè. Yeah. Cái dáng dấp bố cục ok. Chỉ có một cái của mình chưa có rõ. Yeah. Hình mình chưa rõ nét. Chưa rõ nét này là bị cái gì? Dạ, bị gì anh? Sĩ nghĩ là cái này a little bit
mờ somehow là do rung và focus hơi off tí xíu. Focus chưa đúng điểm, focus đâu trên cái cộng này nè. Focus chưa đúng điểm, dạ. À, trên cái cộng này nè. Ok. Mình chỉ bữa hổm cô Mai có gặp Dean chưa để chỉnh cái điểm focus chưa? Dạ có bữa anh Dean ông thầy Dean có nói trên ấy anh. Không anh, có gặp Dean lớp học đó. Để tôi học chậm không? Lắm anh ơi. Không có đi. Chậm thì cũng mình đường nào cũng đến La Mã. Bây giờ mình có biết di chuyển được cái điểm focus không? Dạ đúng rồi. Cho nên bây giờ tôi tập trung cái đó. Dạ. À, bây giờ mình phải di chuyển cái điểm focus. Thí dụ như trong hai cái bông này mình được quyền chọn một trong hai điểm rõ. Thì thường là mình chọn cái bông ở trên này. Dạ. Cho nó rõ. Ok, tức là mình lấy cái điểm focus đó mà bây giờ cái máy bây giờ nó là touch screen. Cho nên á, cô không cần phải làm gì dễ ở ca sĩ nói á, là bây giờ mình bật cái live view lên, mình lấy cái ngón tay trỏ mình chỉ ngay cái chỗ nào mình muốn focus là nó tự động nó focus vô đó, đâu cần dịch chuyển cái gì cho nó mệt. Từ để mua mấy cái máy khác. Sĩ không biết là máy cô máy gì nhưng mà bây giờ mấy cái máy. Không, máy của chơi cô Mai không có chỉ trên cái screen. Nếu mà không có chỉ được thì mình mới di chuyển mấy cái điểm focus. Còn bây giờ mấy cái máy modern bây giờ cứ lấy ngón tay chỉ chỗ nào nó focus chỗ đó đo sáng luôn. Là bây giờ nó mấy chuyện nó quá dễ rồi. Mình chỉ cái việc của mình là quyết định coi mình muốn focus chỗ nào thôi. Okay. Thì nếu mà máy của Mai chưa thì sẽ gặp anh Hiệp hoặc là Dean hoặc là ai đó mà để mình hỏi coi mình làm sao mình dịch chuyển được cái đó. Dạ, hỏi được cái đó. Anh thưa với anh cái hình này anh chỉ cái miếng mà trắng này á thì cái đó là cái lá này giờ mình dùng Photoshop mình sửa lại hay sao anh tôi biết. Ok. Thứ nhất á là cái hình của mình overall nó bị hơi mờ. Nên quyết định là chọn cái hình khác nếu mà có. Còn bây giờ mình forget cái chuyện đó, mình cứ assume á là cái hình mình ok rồi, tức là cái dáng thì đẹp rồi nhưng mà cái focus nó mình cứ cho là nó rõ đi. Thì bây giờ mình sửa cái này bằng cách nào? Thì cái này á, nếu mà dùng Photoshop á, thì được, nhưng mà phải đòi hỏi người hơi khá về Photoshop. Phải giỏi lắm đó. Giờ tôi giỏi lắm thì chắc cũng không cần giỏi lắm nhưng mà hơi khá thì mình đúng rồi, coi như phải giỏi, phải hiểu nhiều, thì mình muốn thử. Còn nếu không á thì cứ thử là mình đắp cái miếng này vô đây cũng được. Ok, hoặc là mình làm cho nó tối bớt thì dễ hơn, tối bớt một chút thì cũng được. Nếu mà cái lúc mà mình chụp mà mình thấy nó thì mình lấy cái cây mình khều cái lá lại thì cũng được, nếu mà nó gần. Ví dụ vậy, có nhiều cách giải quyết. Nhưng mà mình giải quyết hậu cần thì phải xài Photoshop, tức là giải quyết sau cái chuyện mà nó ấy đó thì mình cần con Photoshop. Đó, thành ra cái này thì chắc anh Hiền chỉ được. Đây mình chỉ lấy phần trên mình đắp rồi mình cắt một cái khoảng rồi mình xoay cái chiều nó lại thôi. Sĩ nói gì mấy người làm. Dạ. Tức là mình cắt nguyên cái lá đó, mình xoay cái lá đó lại thôi. Rồi mình lấy cái phần đấy lắp vô thôi. Nhưng mà cái đó đòi hỏi phải biết làm layer. Ủa hay quá, cái ý kiến này là hay quá. Ok, rồi cái hình này. Thì bây giờ sĩ hỏi cô Mai là cô Mai muốn chụp cái gì? Cái hình này tôi muốn thưa với anh là coi như là tôi tự nhiên tôi đi cái tôi thích cái nhà thờ, tôi thích cái nhà thánh giá với lại cái chuông, mà cái chuông ở trong cái này nữa. Nên cái mục đích của tôi là tôi muốn thích chụp cái chuông, cái nhà thờ. Cái thì mà nó không biết nó phải luôn cái cảnh đấy thì nhờ anh chỉ giùm. Thì bây giờ đó, mình chụp như vậy á, thì không có gì sai cả. Mình chụp như vậy thì không có gì sai cả. Thứ nhất á, mình chụp cái này á, thì người ta nhìn vô người ta biết cái nhà thờ rồi, đúng không? Nhưng mà không nhất thiết là mình chụp toàn cảnh như vậy á. Tại vì toàn cảnh như vậy mình bị hơi rối nè. Thì mình mới thấy được cái nhà thờ. Tại vì cái nhà thờ này nó không có tên tuổi gì hết trơn. Không tên tuổi ý đâu, ở đây là nó không có nhà thờ Thánh Linh hay là nhà thờ La Vang hay gì hết á. Những cái structure của những nhà thờ đó thì nó có thể nó show được cái nhà thờ tên gì, nhưng mà mình chụp chung đây là mình chụp cái nhà thờ. Thì cái nhà thờ á, cái tượng trưng cho nhà thờ có thể là tháp chuông, có thể là cây thánh giá. Nếu mà mình chụp chung như vậy á thì nó lại không có nổi bật cái mình muốn. Có nhiều khi mình chỉ cô động một cái phần thôi, người ta vẫn biết được cái nhà thờ. Người ta vẫn biết được đây là cái nhà thờ. Cái hình của mình nó sẽ nổi bật lên. Nó sẽ nổi lên được là cái tháp chuông này, ở đâu thì có tháp chuông này, nhà thờ có tháp chuông chứ đâu. Cái hình của mình nó cô động hơn. Hoặc là mình mạnh tay hơn nữa thì mình cũng có thể cắt rớt nó như vậy. Lúc đó nó sẽ khác hơn tí xíu về vấn đề ấy.
nó hơi thiếu về chiều dưới tí xíu thôi, nhưng mà nó vẫn nhìn thấy được là rồi mình sửa cho nó thẳng lên, ví dụ vậy. Thì lúc đó cái tháp chuông, cái chủ thể của mình nó nổi bật lên, rồi cộng với lại cái cây bên đây nó chiếm cái phần mà bị chết của mình đi, thì lúc cái hình của mình nó bự ra và nó mình sẽ nổi lên ra nó đẹp hơn, ví dụ vậy. Thường thường là hình mình phải đẹp hơn đó, thì cái này là do cái bố cục thôi. Nhưng mà mới mốt á là cô động lại, xin thí dụ hồi xưa mình học làm sao, nếu mà mình đưa cái máy mình lên mà cái cảnh rộng quá mà mình nhìn không có gì nổi bật hết á, thì mình cứ bước vào ba bước nữa hay là 3 thước nữa để cũng cũng cái view đó, nhìn có gì đặc biệt không. Nếu mà không có nữa, mình lại bước vào mấy bước nữa cũng cái view đó, thì nó sẽ làm cho cái hình của mình càng cô động hơn. Tức là bây giờ mình chụp là mình phải chú ý mình chụp cái gì là cái đó thôi. Ví dụ mình muốn chụp cái nhà thờ, nhìn người ta nhìn thấy cái tháp chuông là người ta biết cái nhà thờ rồi, nhưng mà mình làm sao bố cục cho nó khá hơn. Thôi chứ còn anh sĩ ơi, cảm ơn anh rất rất là nhiều nha. Thì đó là giữa hai cái này thì mình chụp cái kia có cái cô động hơn, vui thích chú học nó ra cái mà nó vui, nhưng mà được nhiều là good rồi. Ok rồi, không còn câu hỏi gì là người kế tiếp ha. Ok, đẹp quá. Chị Sang chụp hình thì ok lắm rồi. Chị Sang chụp hình thì ok lắm rồi, rất là bố cục thì bây giờ đã nhường nhuyễn rồi, bố cục thì không ấy. Cái bông này nè, cái cây này nè, nó vẫn đẹp, nhưng để nó cũng được, nhưng mà lấy ra cũng được. Lý do là lấy ra nó sẽ cô động hơn chút xíu, cái này thì nó che bên đây được chút. Lý do mà chị có ý định lấy ra đó là thứ nhất cái chỗ này nè, nó hơi cháy tí xíu, mà cái quan trọng là cái đầu nó quay qua bên kia. Nếu mà nó cùng một chiều nó nghiêng về bên trái luôn á, thì mình để nguyên. Ok, nhưng mà bây giờ tùy chị, nếu mà chị muốn lấy ra cũng được, cũng muốn để cũng được. Ở cái lần ở sau này trắng nó còn hơi mờ mờ xíu, làm cho đen luôn cái lần ở sau này nè. Như vậy, còn cái này tại vì cái đầu nó quay qua bên kia mà ánh nắng nó lại gầu vô đây nữa, thành ra mình consider là muốn để cũng được mà lấy ra cũng được tùy chị. Nếu mà muốn để thì phải làm cho nó tối lại bớt, đừng chỗ này nè, tối lại bớt, trên này tối lại bớt. Ok. Bố cục rất đẹp, thanh thoát. Để xin coi. Maybe trắng đen khá hơn trắng. Yes. Suy nghĩ là trắng đen sẽ đẹp hơn, tại cái màu kia nó hơi bị ấy, làm trắng đen hoặc là làm infrared. Infrared thì làm vậy nè. Ok. Trắng đen hay CBA nào cũng được, nếu mà chị muốn. Ok. Với có chị. Cảm ơn chị. Ok, chú Quang. Chú Thắng hả? Hình này của chú Thắng hả? Ok, hai tấm hình này cùng một chỗ, nhưng mà sĩ thích cái tấm hình màu này hơn. Tại này mình chụp nó hơi xa, thành ra nhìn nó trên đây mấy con chim nó mất đi theo. Nhưng mà tấm màu thì được hơn, chỉ có một cái là tấm màu cái tốc độ của nước của mình nó hơi nhanh. Sĩ không biết bao nhiêu để sĩ coi. 1/50 second. Cái anh này là 0.6 second đó. Thì cái cách giải quyết là như thế nào, tại mà cái tấm này thì nó còn màu hơn, nó có cái reflection. Nói đi cho thắng. Hai cái là hình màu hết. Cái trước á, là lúc đó là ánh sáng nó chưa lên. Đúng rồi. Thì nước đó ở trên này, thì cái timing của mình hơi chặt. Khi mà cái ánh sáng nó lên á, là tôi muốn chụp cái ánh sáng nó lên mà sóng ở trên này. Nhưng mà khi sáng lên nó xuống rồi, nó rút xuống rồi. Cái hình này lý do sự nói nó trắng đen là tại vì nó bị last cái màu. Tại vì lúc đó cái màu á, là thấy nó, cái chỗ này nè, cái chỗ này nó rất là khó chụp, tại vì ở trên đây á, không biết là nó bị đá vôi hay là bị mấy con chim nó ỉa, thường thường nó ưa dễ bị cháy. Trên này nè, mấy con chim á nó nhiều lắm chỗ này. Mình có hai cái version, nhưng mà cái version này á thì mình chỉ thiếu cái vụ nước thôi, nhưng mà nó đã đẹp. Nếu mà giữa hai cái này chọn một thì vẫn bên này thì sẽ thấy nước, nhưng mà bên này sẽ thích overall. Nhưng mà mình chưa, tại vì mình chụp xa lắm á, mình đi theo mình cũng chưa có nhiều lắm. Nếu mà mình chụp gần lại như vậy á thì nó mới thấy more detail. Nhưng mà tấm này thì sẵn thấy nó đều đều hoài hơn.
bố cục thì đâu đã vào đó rồi, cũng không cần phải làm gì hết. Chỉ có một cái là nói cái tấm này cái ánh sáng nó đẹp hơn, tại vì đúng có một tí ánh sáng nó đánh vô cái núi. Dạ, nó có cái reflection cái nữa. Dạ, chứ lại cái sóng đó, đánh vô cái sóng đó, thành ra cái hình này nó về lighting màu sắc thì sẽ vẫn thích cái tấm hình hơn là cái tấm hình hồi nãy. Bởi vì mỗi lần chụp á, cái moment nó khác nhau, là nó khác nhau. Ý của tôi là tôi tới tôi đợi cái lúc này nè, mà tôi chụp cái sóng chậm mà không được. Cái lúc này là sunrise á chú Thắng. Sunrise. Thường thường á sunrise mình có about 5 minutes để chụp hình thôi. Sunset mình có nhiều hơn. Sunset chậm hơn, nhưng mà sunrise nó chỉ có about 5 minutes là gọi là cái golden hour đó. Qua cái 5 minutes đó là mình sẽ bị kẹt rồi. Nhưng mà cái hình này chụp sunset đó anh thì cái đằng trước này nó không có. Tại vì ánh sáng đằng sau. Đúng, thì có nhiều người họ 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 chụp gần như họ lấy cái lỗ này nhiều hơn nè. Nó xiên lá cành á. Hình ra cái hình này là một cái dạng khó chụp chứ không phải dễ chụp đâu. Để cho nó đẹp á, nếu mà ánh nắng mà nó đánh lên cục này nó đỏ. Đồ này kia nọ năm khi 10 quả, nhiều khi tới tháng nào đó nó mới có cái đó chứ không phải là tự nhiên là giờ nào nó cũng có. Nhưng mà quý vị nên để ý khi chụp mà sunrise á, quý vị có less time nên chụp sunset. Cho nên hẹp tôi tới đó ghi khe trước. Mình đợi đó là chụp túi bụi vô, tại vì nó có about 5 minutes là nó sẽ ánh sáng nó sẽ chan hòa luôn mà. Nó chan hòa luôn. Lần tới nếu mà đi mùa thu quý vị mà đi lên North Lake quý vị cũng sẽ thấy như vậy. Cái gì chụp sunrise á. Chú Thắng có bao giờ đi chụp mùa thu trên North Lake chưa? North California. Dạ chưa. À, năm nay nên đi. Vui lắm, rất là vui. Chỗ đó thì chắc là một trong những chỗ đẹp nhất mùa thu của California rồi. Lúc đó chắc có nhiều khi hội tổ chức. Nhưng mà giữa hai tấm sẽ vẫn thích tấm này hơn. Tại nó có cái reflection dưới này nè. Nó cũng sĩ thích nó có more detail hơn, mà cái này cũng không làm gì được. Muốn more detail thì mình phải chụp bằng cái tele từ xa, mình zoom lại rồi mình start nó này kia nọ, nhưng mà nó cũng khó. Sách thì sóng nó phiền. Dạ, nó khó, nhất là nước, cái gì mà có nước, cái gì mà có movement á. Nói chung là có movement á, là start là khó lắm. Ok, rồi. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Dạ, cảm ơn anh sĩ. Dạ, ăn nói chi rồi. Thomas. Đây là tấm hình chụp bị mờ. Ok, Thomas đây. Thomas. Nãy thấy anh Thomas đây mà ta. Anh vẫn còn online mà không thấy anh trả lời. Anh Thomas, cái hình của mình bị rung. Ok. Mà anh xài cái lens 85. 85 1.8. Đúng ra cái hình cái lens 85 1.8 của Canon á sát dữ lắm. Nhưng mà sĩ không hiểu sao là anh chụp 125 mà nó vẫn mờ. Có nghĩa là đó, thật ra đó, cái lens này anh chụp 2.8 vẫn được. 2 chấm vẫn được luôn. Nếu mà xài anh có thể cho cái tốc độ của anh lên, nếu mà anh cầm tay ở 125 thì bây giờ sĩ đề nghị anh cầm tay ít nhất là 200. Tại cái tay anh nó chụp hơi mờ và nó ở dưới này, thậm chí dưới này nó cũng rõ hơn chút, tức là cái điểm focus mình sai hơn chút, nhưng mà nó mờ là do motion. Nó mờ do motion, thành ra nếu mà anh cầm cái lens này lên chụp, anh phải chụp ở tốc độ từ 200 trở lên để be sure là hình của mình không có bị mờ. Cái lens này nó work ở 1.8, ở F2 trung bình sử dụng nó sẽ chụp ở F2. Nó vẫn sát như thường. Chỉ có một cái là nó nhiều contrast so với cái lens 85 1.2 thôi. Chứ độ sáp nét nó không bao giờ thua. Mà nó nhẹ, gọn hơn. Lens này là một trong những lens mình gọi là ngon bổ rẻ. Vừa rồi anh sĩ có nghe tôi không anh sĩ? À nghe. Anh có nghe sĩ không nè? Bây giờ mới nghe, hồi nãy cái máy của tôi nó bị trouble. Ok. Sĩ sẽ nói lại. Cái tấm hình của anh chụp nó hơi bị mờ. Chắc mờ tại tốc độ. Tay nó rung anh. Thì bây giờ sĩ đề nghị nếu mà anh cầm cái lens này lên thì at least á, là anh phải là tốc độ 200. Ít nhất là tốc độ 200. Ồ, tôi tưởng là 85 x 1.5 là ok.
85 nhân 1.5, nhưng mà tùy theo người nào ăn chân gà ít hay nhiều. Okay. Lúc lại là anh chân gà hay nhiều, thành ra okay. Cái con số đó nó không có phải là work for everybody. Ăn ít hay ăn nhiều anh chị? Ăn nhiều. Không, tại thấy người đẹp tay rung anh. À, thì sĩ không biết, sĩ với bay on cái hình này sĩ nói thôi. Có okay. Nghĩa là nếu mà anh cầm cái này anh test lại thêm vài lần nữa. Nhưng mà để chắc ăn anh cứ chụp ở 200 đi. Nha. Mà đây là như sĩ nói nãy, đây là cái len ngon bổ rẻ. Cái len mà nó vừa rẻ mà nó rất là sharp. Nó chỉ có một cái là high contrast thôi. Cái len này xưa sĩ cũng có, chụp rất là thích. Cái quan trọng nó là nó rất là nhẹ. Rất là nhẹ. Tôi cũng rất là thích cái lens này. Nó rất là nhẹ mà nó rất là rẻ nữa so với cái lens 1.2. Đúng rồi. Nó không có gì wrong hết. Nó rất là sharp, thậm chí nó sharp không thua gì cái lens kia cả. Nó chỉ hơn cái là high contrast. High contrast là độ sáng và độ tối nó mạnh quá. Thành ra nó không có smooth bằng cái lens 1.2. Được không? Còn nói được về độ sharp là nó không thua. Cái hình này mình có mấy cái điểm lốm đốm trắng như vậy, cần phải giải quyết nó. Thì cái này dễ à, Thomas, anh Thomas làm được. Đó, mấy cái điểm trắng bì ở ngoài này làm tối là dễ. Bây giờ cho cái đó là mình nên để ý ha. Nè, ở đây là mình thấy không? Thấy mà nó mờ mờ mà làm khó chịu này là do motion à. Motion là tay mình rung á. Okay. Ok, chứ không phải người mẫu đâu. Tay mình rung tôi nghĩ vậy. À, đó, rồi mình phải ghi test lại. Mình phải ghi test lại, nhưng mà cái hình nó đã rung rồi thì mình khó sửa lắm. Mình chụp cắt ngay đây á, cắt ngay đây nó hơi bị tức một chút, nhưng mà sĩ nói á, nếu mà nó có hai cái tay là cũng khó cho anh chụp á. Nhưng mà tại vì bây giờ mình focus, thật ra cái hình này thì mình focus lên cái ánh mắt hơn. Cái ánh mắt hơn mình có thể mình crop tí xíu nó cũng được. Lỡ crop tới đây rồi thì em biết là cái chủ ý của anh là để gọi là làm cho người ta chú ý ấy, nhưng mà mình có thể mình crop tới đây cũng được, hoặc là mình để crop sâu ở dưới tí xíu cũng được, không nhất thiết phải crop ngang hai cái kiểu tay nhìn nó hơi không, crop ngang hai cái kiểu tay này mặc dù nó cái xếp chữ V nó vẫn được. Có nhiều cái lắm, ví dụ như mình cái Photoshop mình lấy ra đây được, nhưng mà cái hình này bởi vì nó hơi mờ nghe mình không ấy được. Không cần phải nói detail, đến khi nào nó rõ mình phải nói detail. Những cái basic ánh sáng khác thì mình đã biết rồi, không cần phải nói nữa, tới tùy người sẽ nói là ok rồi. Bây giờ quý vị nào còn có hỏi gì nữa không? Cảm ơn anh. Như là sĩ không có thiếu nợ nha. Một chút nữa thì sẽ tới cái bài của anh Daniel. Sĩ nói sơ về anh Daniel tí xíu. Anh Daniel anh còn đó không anh? Anh Daniel đâu rồi? Ồ. Để em gọi đi rồi. Anh Daniel nãy nghe giọng anh mệt lắm á, coi anh handle nổi 2 tiếng không nè. Dạ dạ. Ok, mà có gì mình phụ thôi. Chú sĩ ơi, cho tôi dạ. Có câu hỏi được không chú sĩ? Dạ dạ, hỏi đi chú ạ. Tôi tính chụp cái mà focus stacking ở ngoài trời đó, mình chụp mấy lần tôi về tôi stack nó không được chú sĩ. Ok. Chụp cái gì? Chú chụp cái gì? Tôi tính chụp chú chụp cái gì chứ không có tính à. Tính với lại chụp rồi nó bị là khác à. Vâng, tôi chụp một cái bông sen với bức tượng. Uh-huh. Tôi chụp bông sen rồi rõ bức tượng rõ về tôi mới tắt nó lại nhau, mà cái bông sen bao giờ nó cũng bị mờ hết trơn. Nhưng mà hồi mình chụp cái bông sen nó có rõ không? Bông sen rõ, như điều lúc chụp bức tượng Phật đó là cái bông sen nó hơi lung lơ. Thì đâu có sao, tại vì lúc mình chụp bức tượng thì mình không có khe cái bông sen nữa, tại vì mình đã có một cái tấm hình bông sen rõ rồi đúng không? Yeah. Nếu mà nói với chú thì sĩ imagination, sĩ tưởng tượng ra cái cảnh tượng là bây giờ nó có một cái bông sen ở trước và cái bức tượng ở đằng sau. Đúng, exactly. Ok, bây giờ chú chụp tấm đầu là cái bông sen rõ. Đúng. Cái tấm thứ hai là bức tượng rõ. Yeah. Thì bây giờ cái đó nó gọi là merging. Yeah. Ok, merging hai cái tấm hình lại với nhau. Yeah. Ok, thì cái đó cũng dễ dàng thôi. Sĩ nghĩ là trong cái vụ mà cái này hình như trong lớp mình cũng có dạy rồi. Nhưng nhưng mà bây giờ đó là nó cái khó nó nằm ở đâu? Cái khó nó nằm là mình phải nhìn giữa cái bức tượng và cái bông sen nó có một khoảng đúng không? Dân, đúng. Thì cái khó là cái chỗ đó, nó mờ hay nó rõ đó, cho nên mình phải chụp cái chỗ đó một tấm nữa.
chụp ngay cái chỗ đó nó rõ hơn tấm nữa. Tại vì theo theo cái optical mà sai, theo cái sai này, cái về cái optical đó, cái trường ảnh đó, thì cái hình của mình á, mình rõ ở đằng trước và nó sẽ từ từ nó mờ ra đằng sau. Còn nếu mà mình rõ ở đằng trước bức bông sen rồi, rồi bức tượng mình rõ luôn, thì chính giữa hai cái đó nó cũng phải rõ luôn. Nếu mà chính giữa hai cái đó nó mờ là sai rồi đó. Ở đằng sau lưng bức tượng sẽ là mờ, nhưng mà chính giữa vừa giữa bông sen và bức tượng, chỉ thí dụ đơn giản là bây giờ mình cho hai số 1, 2, 3. 1 là bông sen, 2 là chính giữa, 3 là bức tượng. Thì cái hình của mình nó phải rõ từ 1 tới 3. Số 4 nó sẽ mờ. Nếu mình gõ số 1 và mình gõ số 3 mà số 2 mờ là sai. Mà cái chuyện đó chị cũng thấy sometime ở trên Facebook, giờ chị mới thấy đó, có nhiều người chụp cái cô gái bông sen đó, mà nó gõ từ đoạn đoạn, như là do họ merge với nhau, mà họ merge theo cái kiểu bánh da lợn đó, có nghĩa là rõ rồi mờ, rõ rồi mờ, trong 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 optical, trong về vấn đề quang học đó, nó không có chuyện đó xảy ra. Và khi mình làm á, mình merge với nhau á, mình stack nó với nhau á, mình cũng phải theo cái trình tự của cái quang học đúng cái ống kính nó thì nhìn nó mới realistic. Còn nếu mà mình làm giống cái bánh da lợn, người ta nhìn vô người ta biết ngay là mình ghép 2-3 tấm hình vô chổng rồi, mặc dù nó là background hay là phần round gì ha. Thì bây giờ chú chụp cái hình đó đi, mà mất không được kiếm anh Hiệp. Cái problem tôi bị là khi chụp cái bông sen nó rõ thì ok, rồi chụp cái bức tượng nó rõ thì bông sen gió nó thổi những cái cánh sen nó khác. Cái mình đâu có lấy cái bông sen đó nữa, mình chỉ lấy bức tượng thôi. Khi tôi mất hai tấm vô, tôi chồng hai tấm vô với nhau đó, thì cái cánh của bông sen nó không có mesh với nhau, nó hơi lệch một chút xíu, nó bị hollow. Thì mình coi mình lấy cái khoảng nào, nhưng mà sĩ đề nghị á, khi chụp mà hai cái subject mà nó hai cái trạng thái khác nhau, có nghĩa là một cái mềm và một cái cứng á, thì sĩ đề nghị á, quý vị phải chụp cái tốc độ cao một chút. Để làm chi? Để mình giữ lại. Nhưng mà nhớ là khi mình chụp bức tượng á, thì mình đâu có keo bông sen này, cái bông sen đó mình lấy của cái tấm hình đầu tiên mình chụp bông sen rồi. Mà nên nhớ không phải là chỉ có cắt cái bông sen bỏ vô đâu, mà là lấy nguyên cái background của cái bông sen trước. Cho nên sĩ mới nói là mình phải chụp thêm một tấm giữa bức tượng và bông sen nữa. Cảm ơn anh. Tức là mình phải chụp thêm nhiều tấm hình nữa, hoặc là một tấm hình nữa giữa hai cái đó. Và nó mới rồi về mới mớt chạy với nhau. Cái này anh Hiệp hay là anh Hiền gì cũng có thể giúp. Bây giờ anh Hoa scale cái hình nó lại, anh gửi cho tôi đi, tôi nhìn. Mình nhìn xong rồi mình evaluate là như vậy thì có làm được hay không, nó đang bị cái problem gì, phải nhìn thấy tấm hình mình mới thấy được cái vấn đề nó nằm ở đâu. Rồi cuộc cái tấm hình đó nó sai ha. Anh Daniel lên lại chưa Thư? Alo. Thư ơi, em gọi anh Daniel cho Thư. Em mới vừa tắt xanh đây vừa xong rồi đây. Anh Daniel cái đường line anh bữa nay có vấn đề. Dạ. Sĩ nói sơ về anh Daniel thì anh Daniel nó chơi với hội khá lâu và anh cũng là giảng viên của hội khá lâu. Anh cũng đi chụp nhiều cái thể loại. Một chút anh sẽ nói về bản thân anh nhiều hơn, nhưng mà cái thể loại mà ảnh chụp cho đến bây giờ nhiều nhất đó là thể loại mấy cô người đẹp. Hay là sĩ ưa, tụi sĩ ưa chọc anh Daniel, anh em với nhau mà chọc anh. Daniel bị echo anh ơi. Anh Daniel, mất tiêu nữa rồi. Nghe mà bị echo. Tức là anh mở hai cái microphone cùng lúc, ý là cái phone với lại cái computer, hay là anh mở hai cái màn ảnh khác nhau. Cần mute một cái speaker nó sẽ ok. Cần mới mute luôn cái microphone luôn. Anh đang nhầu được chưa anh nhầu? Cần xài một cái microphone only.
Nó vẫn bị echo anh. Tức là anh vẫn còn bị hai cái microphone hoặc là hai cái window á. Nói nó lại. Không bị hả? Còn bị. Ok, lớn lớn này, em nghe không rõ, nó nói lớn này. À. Rồi, nghe tốt hơn không? Rồi. Nghe tốt hơn. 5/10, very good. Bây giờ là nghe đỡ hơn, nhưng mà anh phải nói lớn lên. Đừng xài tông trầm ấm nữa mà nó đi xuống. Tức là bây giờ phải nói lớn lên. Thôi, những người nào mà nghe không rõ thì dặn volume của mình lớn lên. À, đúng rồi. Còn nếu không nữa là hội sẽ gửi cho anh một cái microphone hiệu Blue. Mở lớn hết rồi đó. Rồi, nghe tốt rồi. Nghe good rồi. Nãy giờ tính chọc anh đó là nghe anh nói không được. Thành ra chọc nó là anh đó là thì anh nói sơ về bản thân, nhưng mà anh nói là hiện bây giờ anh đang nhờ dẫn giúp hội về vấn đề chụp và setup những cái event và nhất là những cái gì dính líu tới người đẹp, mà trong nôm na mấy người bạn thân nhau thì nói anh đang nhờ thích chụp người người đẹp là người ngoài nói thôi, còn mình nói anh đang nhờ thích chụp gái. quá anh chơi. Anh Daniel nói sơ về anh Daniel cho những người mới biết là anh gia nhập sao và sơ sơ thôi cho mọi người biết rồi carry on ha. Em ngồi đây với anh. Rồi. Đấy. Hello, tổng chào, mọi người nghe rõ không? Nghe rất phải không? Ok anh. Dạ rõ anh. Rồi, tổng chào.